Chào anh Hậu. Chào mọi người. Đến 8 giờ là ta lại gặp nhau rồi. Đúng giờ đúng không ạ? Rồi chào anh Kiệt. Anh nghỉ sớm đấy anh. Vâng, chào mọi người. Chúng ta chuẩn bị vài phút nữa thì chúng ta bắt đầu nhé. Có từ hôm qua là có anh em nào đã in thêm sơ đồ chưa? In thêm cái sơ đồ để hôm nay chúng ta cùng phân tích thêm. Vâng, chào mọi người. Qua có một lỗi một chút về kỹ thuật, hôm nay em vẫn chỉnh vẫn chắc không biết được không. Chắc là công cụ nó kém quá rồi. Phải đầu tư cái thiết bị mới thôi. Vâng, chào mọi người. Chào Long à. Long đã lên rồi, sớm đấy. Rồi chào mọi người in cho em cái tranh sơ đồ chưa, cái sơ đồ hôm qua em gửi ấy. In sơ đồ chưa, chúng ta chuẩn bị cái sơ đồ này, cái giấy bút để chúng ta cùng phân tích nhé, được chưa? Vâng, chào anh. Chúng ta chuẩn bị cho em cái sơ đồ này, cái bút bút viết ấy, để chúng ta hôm nay chúng ta phân tích một chân tín hiệu thôi. Còn sau khi những buổi sau chúng ta bắt đầu vào cái hệ thống, các hệ thống rồi thì cảm biến thì chúng ta phân tích nó sâu hơn. Còn đây thì buổi như hôm nay chúng ta phân tích từng chân tín hiệu của cái ESM thôi. Được chưa? Rồi chào mọi người. Chúng ta chuẩn bị vài phút thì chúng ta bắt đầu nhé. Vâng, chào anh Cường. Đánh nghỉ sớm đấy anh Cường. Vâng. Mọi người chuẩn bị cho em cái tranh tài liệu hôm qua nhé, tranh sơ đồ hôm qua này, giấy bút, tức là cái bút của chúng ta này khoanh vào cái phần phần sơ đồ đấy, thấy chưa? Phần sơ đồ hôm nay chúng ta sẽ khoanh vào sơ đồ. Thì buổi hôm nay chúng ta sẽ phân tích từng chân tín hiệu một, từng chân tín hiệu của ESM, nhận điện nhận dạng rồi thì nhận điện áp làm sao thì chúng ta sẽ phân tích trong buổi hôm nay. Còn những cái phân tích sâu hơn thì chúng ta sẽ đi tìm vào những cái hệ thống, từng hệ thống một, ví dụ như hệ thống phun xăng điện tử này, cung cấp nhiên liệu đấy, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống đánh lửa, hệ thống khởi động, hay là những cảm biến thì chúng ta sẽ phân tích sơ đồ nó kỹ hơn. Thì những buổi hôm nay thì chúng ta đã bắt đầu tập làm quen với phương pháp đó là tra cứu tìm kiếm sơ đồ. Dạ, chưa chưa đi sâu vào hệ thống đâu. Nhiều anh em hỏi nó câu những câu hỏi nó rất là sâu thì chúng ta sẽ có được câu trả lời trong những buổi sắp tới. Dạ, trong những buổi này chúng ta cứ tiếp cận với nó đã để có cái phương pháp mới, được chưa mọi người ạ? Đừng đừng vội vàng nhé, vì nếu chúng ta đi học nó còn phải thời gian rất là dài. Hôm nay chúng ta mới buổi thứ mấy? Buổi thứ năm rồi, mới buổi thứ năm thôi, chưa phải là nhiều. Nên là cũng đừng vội vàng gì, đừng có vội. Vẫn còn rất nhiều thời gian. Dạ. Còn rất nhiều thời gian cho chúng ta. Rồi thì chỉ vài phút nữa thì em bắt đầu nha. Vài phút nữa thì em bắt đầu. Mọi người cứ chuẩn bị cho em cái tài liệu đi, cái giấy bút và cái tranh sơ đồ. Và mọi người nhớ là trong khóa học của em gần như là không có tài liệu nhé, không sử dụng tài liệu nhiều, chủ yếu là sơ đồ thôi, chủ yếu là sơ đồ mạch điện, phân tích lỗi trên sơ đồ mạch điện chứ không phân tích qua tài liệu quá nhiều, phụ thuộc quá nhiều vào tài liệu. Chúng ta phải học và hiểu hiểu ngay trên những buổi livestream này luôn. Sau có ai có cơ hội đi học thì học ở đâu cũng được, miễn là chúng ta lên đi học thì tốt hơn. Vì livestream này như là vì học online thì nó chất lượng nó không thể đạt được bằng những cái phương pháp mà chúng ta học trực tiếp. Trực tiếp thì nó sẽ chi tiết hơn và thứ hai nữa chúng ta được thực hành. Còn trên online thì chúng ta chỉ được học lý thuyết thôi. Được chưa?
Rồi chào mọi người nhé. Mọi người chuẩn bị cho em cái tranh sơ đồ đấy nhá, tranh sơ đồ. Cái tranh sơ đồ để chúng ta cùng phân tích, để chúng ta khoanh vùng ở đấy. Vâng, vẫn có anh mà hỏi là hôm nay vẫn chưa trực tiếp này. Được mấy phút rồi mà. Chờ em chút, em chia sẻ mấy trên nhóm nhé. Mọi người chia sẻ cái video này nhá, chia sẻ đi. Mọi người chia sẻ đi ạ. Comment giúp em chia sẻ vài lên vài nhóm ạ. Chuẩn bị cho giúp em cái tranh sơ đồ nhá và bút viết nhá mọi người nhá. Chuẩn bị tranh sơ đồ để chúng ta hôm nay chúng ta bắt đầu phân tích từng chân tín hiệu thôi, chứ chưa nói là chúng ta đi phân tích sâu về sơ đồ. Thì sau những buổi sau hệ thống đi vào hệ thống rồi tất cả mọi thứ thì chúng ta sẽ phân tích nó kỹ hơn. Những buổi này chúng ta làm quen trước đã, được chưa? Mọi người đừng vội. Rất nhiều anh em này hỏi những cái câu hỏi nó rất là sâu thì chúng ta sẽ được trả lời thôi trong những buổi sau. Những buổi này thì chưa 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 có, được chưa? Em chia sẻ vài nhóm, mọi người chia sẻ cái bài viết của em đi. Có em thấy có rất nhiều anh em vẫn chưa được tiếp cận những cái buổi như này. Rồi sao có rất nhiều anh em hỏi chưa thấy livestream nhỉ? Em phát được mấy phút rồi mà. Rồi chờ em chút ạ. Có rất nhiều anh em hỏi là chưa chưa thấy chưa thấy live stream mà. Mọi người chia sẻ là nhiều anh em được biết đến cái khóa học này ạ. Vì em thấy rất nhiều anh em những buổi hôm qua mới biết đến những cái khóa học đó. Rất là nhiều anh em cũng chưa được tiếp cận công nghệ thì chia sẻ mọi người thôi. Chờ em chút em chia sẻ mấy nhóm ạ. Rồi, ok. Vâng, chào chị Nhung, mày nên xem sớm đấy rồi. Mọi người chuẩn bị cho em được cái tài liệu chưa? Chuẩn bị chưa? Chúng ta chuẩn bị bắt đầu nha. Bây giờ bắt đầu buổi hôm nay. Thành cô ca là anh ở đâu ạ? Biết cả chị Hoa Phong Lan này cơ. Người nổi tiếng ha. Rồi chào mọi người nha. Chúng ta chuẩn bị cho em cái tài liệu như hôm qua em đã nhắn chưa? Có rất nhiều anh em nhắn tin cho em hỏi là chưa thấy livestream nhỉ? Tại lạ nhỉ? Trên cá nhân của em có rồi mà. Rồi, anh Cường nghe hôm nay lại vội thế à? À muộn thế à? Mọi hôm thấy anh sớm nhất mà. Rồi, chúng ta chuyển sang bài ngày hôm nay thôi, được chưa? Chuẩn bị giúp em cái giấy bút nhá, cái tài liệu, cái tranh sơ đồ hôm qua. Thì có anh em nào hôm qua thắc mắc thì câu hỏi không ạ? Vâng. Cho anh em có câu hỏi nào ạ? Trong buổi ngày hôm qua, buổi hôm qua chúng ta chỉ biết là chúng ta có phương pháp chúng ta đọc đọc sơ đồ thôi, đọc hiểu sơ đồ thôi. Để chúng ta biết là trên cái bảng sơ đồ này nó có những cái thông tin gì. Vâng, ok anh. Vâng, hôm qua là lỗi cái thiết bị thôi, thiết bị đã bị lỗi à, không 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 chả biết làm sao ấy. Hôm qua chỉnh không được, hôm nay cố gắng ngồi im thôi, không dám ra khỏi chỗ, không di chuyển mạnh là sợ lại bị lỗi ạ. Vâng. Rồi mọi người có câu hỏi gì trong buổi ngày hôm qua không ạ? Buổi hôm qua thì thực ra là chúng ta mới bắt đầu tiếp cận với cái phương pháp, đó là phương pháp tìm kiếm tra cứu thôi. Cái phương pháp là gì? Trên cái bức tranh sơ đồ nguyên lý của chúng ta sẽ thấy được cái thông tin gì, được ạ? Thông tin gì trên cái bức tranh đó, chứ chúng ta chưa đi sâu vào bức tranh đó đâu nhé. Sau những buổi hôm nay trở đi thì bắt đầu chúng ta bắt đầu đi vào dần dần vào hệ thống,
và các hệ thống rồi các cảm biến thì chúng ta sẽ phân tích từng mạch từng mạch từng mạch một, nó sẽ dễ hiểu hơn. Buổi hôm qua chúng ta bắt đầu mới tiếp cận vào sơ đồ thôi, chúng ta mới gọi là nhìn là tổng thể bức tranh thôi, được chưa? Nhìn bức tranh mọi người nhìn nó chưa hiểu được cái gì cả, có nhiều anh em mà chưa biết đến bức tranh đấy á, được chưa? Rất nhiều anh em còn chưa biết đến cái bức tranh sơ đồ nguyên lý đó, thì chúng ta chỉ cần những bức tranh sơ đồ nguyên lý đó thì chúng ta có thể làm việc được. Trên dòng xe Honda thì chúng ta chỉ cần khoảng 2 bức tranh thôi, một bức tranh là xe Elite 110 để chúng ta làm việc những đời xe cũ, những đời xe có van ACV và những cái đời chưa có đề ACG đề từ, và một bức tranh khoảng Elite 125 là chúng ta có thể làm được những cái xe đời mới nhất bây giờ, gần như mới nhất bây giờ, thiếu một công nghệ đèn LED và smart key ở đấy thôi, thì chúng ta đều làm được. Vâng đúng rồi, có bức tranh có rất nhiều cái thứ ở bên trong ạ, mọi người chưa khai thác được nó ra thôi. Đây là tại sao em muốn hướng dẫn mọi người cách là chúng ta đọc được cái bức tranh đó, thì sau này anh em nào có điều kiện hay là anh em nào có thích, em thì em khuyên mọi người, học viên của em là thường là sẽ phải treo những bức tranh, thường treo những bức tranh to đó lên, sơ đồ nguyên lý to lên để treo ở cửa hàng. Thứ nhất là chúng ta ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy nó để chúng ta hiểu hơn. Đấy thì như hôm qua em chia sẻ là nhiều anh em thợ là chúng ta nhìn thì chả hiểu gì đâu, học chả hiểu gì đâu, nhưng về khi ngồi uống nước chè rỗi không có khách, chúng ta ngồi chúng ta ngắm cái bức tranh đó, tự nhiên chúng ta lại nghĩ ra nhiều, chúng ta lại nghĩ ra được nhiều vấn đề. Rồi, rất là nhiều vấn đề. Thì ví dụ như là chúng ta ngồi chúng ta nhìn cái bức tranh cái mạch khởi động, chúng ta hôm qua chúng ta làm chúng ta chả hiểu cái gì cả. Nhưng hôm nay chúng ta ngồi uống nước chè tự nhiên là chúng ta lại nghĩ ra, chúng ta nhìn vào nó chúng ta lại nghĩ ra được cái vấn đề. À cái mạch này đi làm sao, nguồn nó cấp như nào, thì tại sao nó ở chân đấy lại có điện áp như vậy, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà tự nhiên chúng ta tiếp cận hàng ngày, đó là cái mà chúng ta em nghĩ là nên mọi người nên nên có một cái phương pháp như vậy thì chúng ta nhàn hơn rất nhiều, thay vì chúng ta lúc nào có cuốn tài liệu, mà cuốn tài liệu thì không phải lúc nào chúng ta cũng đọc. Thì tranh sơ đồ ngày nào chúng ta treo sáng ra mở cửa chúng ta cũng nhìn thấy, mà ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy, được chưa? Vâng. Em thì em không bán hàng gì trên này cả, em chia sẻ mọi người thôi. Còn thì thực ra là có rất nhiều anh em hôm nay nhắn tin cho em hỏi là muốn in các cái tranh sơ đồ ấy, thì thực ra là sau tí nữa thì em sẽ chia sẻ cái này, được chưa? Sơ đồ thì thực ra là chia sẻ mọi người thôi, mọi người có một cái sơ đồ đó, vài cái tranh sơ đồ thì mọi người sẽ giảm được cái chi nhớ, cái lượng mà chúng ta phải luôn luôn phải nhớ rất là nhiều. Chúng ta chỉ việc làm cái phương pháp mà chúng ta vừa làm vừa nhìn sơ đồ. Nhưng qua em chia sẻ đấy, một là chúng ta có thể trong thời gian rỗi chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ ngồi uống nước chè và ngắm các tranh sơ đồ đó, chúng ta lại hiểu ra được rất nhiều vấn đề. Và thứ hai nữa, khi chúng khách hàng đến mà chúng ta nhìn thấy mã lỗi hay nhìn thấy cái hiện tượng gì xảy ra, chúng ta có thể nhìn qua bức tranh sơ đồ đó, chúng ta có thể tư vấn được cho khách hàng, được chưa? Tư vấn cho khách hàng đấy, chúng ta có giải thích được cho khách hàng, vì bây giờ khách hàng cũng là người thông minh rồi, thì chúng ta giải thích đúng nguyên lý, đúng tất cả mọi thứ thì khách hàng người ta sẵn sàng đầu tư thôi, sẵn sàng đồng ý với ta thôi, được chưa? Rồi thì anh em nào có câu hỏi thì trong buổi ngày hôm qua không, chưa hiểu cái phần em chia sẻ không ạ, thì chúng ta chưa phân tích đâu nhá, hôm qua mới chỉ là giới thiệu thôi, giới thiệu cái phương pháp mà chúng ta đọc hiểu sơ đồ. Ở trên cái sơ đồ đó chúng ta chia, nó chú thích cho chúng ta những cái gì thì chúng ta biết được cái những cái hình ảnh đấy nó cho chúng ta cái thông tin gì, được chưa? Rồi chúng ta chuẩn bị bài ngày hôm nay luôn nhỉ, được chưa? Có anh em câu hỏi nào không, trước khi vào bài hôm nay có câu hỏi nào không ạ? Hôm qua có anh em nào nhìn bức tranh đó mà đã hiểu được một chút nào chưa? Hiểu thêm được một chút nào chưa? Được chưa? Rất nhiều anh em có đóng góp, rất nhiều ý kiến là chúng ta phân tích từng chân ECM rồi phân tích là điện vào điện ra thì được điều đương nhiên rồi. Thì trong những buổi sau này thì chúng ta sẽ phân tích sơ đồ nó kỹ hơn và sâu hơn. Những buổi đây là gần như là chúng ta giới thiệu và tiếp cận được biết những cái sơ đồ đó đã. Có nhiều anh em thì chúng ta phân tích nó thành thạo rồi thì không sao. Có nhiều anh em còn chưa được tiếp cận, chưa được nhìn thấy cái bức tranh đó bao giờ cả. Thì hôm qua mới là lần đầu tiên. Rất nhiều anh em thì cảm ơn rất nhiều anh em hôm nay đã gọi điện cho em và cảm ơn, thì cảm ơn mọi người, được chưa? Cũng rất chân tình thôi, không sao cả. Rồi thì có câu hỏi nào không ạ, mọi người có câu hỏi nào không, không thì chúng ta chuyển sang cái bài hôm nay luôn, được chưa? Chúng ta em chủ yếu là em thấy mọi người, thứ nhất là chúng ta không tìm được cái thiếu được cái, thứ nhất là thiếu tìm nguồn tài liệu này, thứ hai nữa là chưa có phương pháp tra cứu sơ đồ, tìm kiếm sơ đồ, phân tích sơ đồ, đúng không ạ? Liên quan đến sơ đồ rất là nhiều. Còn những anh em nào là có máy chẩn đoán rồi nhưng mà lại thiếu cái kỹ năng là chúng ta đọc phân tích trên máy chẩn đoán, phân tích lỗi trên máy chẩn đoán, tức là thông số hiện hành ấy, rất nhiều anh em thiếu cái quy trình đó, thiếu được cái phương pháp đó. Anh em vẫn làm theo kiểu truyền thống thôi, vẫn rất nhiều anh em phải học, phải nhớ thông số rất là nhiều. Thì trong cái khóa học của em những buổi sau ấy, gần như mọi người thấy cái cảm biến, gần như em không bao giờ em ghi đo thông số giá trị bao nhiêu cả, rất là ít, chúng ta chỉ hiểu bằng điện áp thôi. Sau những buổi hôm nay thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta hiểu được điện áp hơn, được chưa? ECM chỉ hiểu điện áp thôi, đừng có liên quan gì điện trở cả, đau đầu lắm, được chưa? Mọi người nhớ nhá.
Em xem chỉ hiểu điện áp, chỉ hiểu điện áp thôi, chúng ta chỉ cần cung cấp cho nó một cái điện áp đúng trong cái giải giá trị của nó thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta biết được thông số. Nên tại sao tí nữa em phân tích thêm một cái phần, đó là có một anh hỏi là tại sao chúng ta nhìn cái hôm phần chia sẻ phần kim full hôm qua ấy, tại sao lại báo lỗi như nào đấy, thì tí nữa em sẽ chia sẻ từng mạch một báo lỗi như nào, được chưa? Tại sao lại báo lỗi, và chúng ta thích thì chúng ta có thể giả lập cho nó không báo lỗi được nữa, rất là đơn giản thôi. Em sẽ hiểu điện áp mà, chúng ta chỉ dí cho nó một cái điện áp đúng tương ứng của nó thì tự động nó sẽ hiểu rồi thôi. Hiểu và tự nhiên nó sẽ bị sai sai giá trị. Mình chỉ làm theo việc đó là chúng ta là chúng ta sẽ hiểu được cái cảm biến ấy nó như nào, nó ảnh hưởng từ cảm biến ấy ảnh hưởng ra làm sao đến phần chủ yếu. Mọi người để ý này thì trên xe phun xăng điện tử nó chủ yếu nó chỉ ảnh hưởng đến phun xăng và là ánh lửa thôi, được chưa? Cơ khí ngày xưa của chúng ta vâng, phân tích thì tất nhiên rồi, những buổi sau này cơ khí của chúng ta ngày xưa nó cũng vậy, nó chỉ can thiệp được vào đánh lửa thôi, nhưng không can thiệp được vào xăng, đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì xe nó hiện đại hơn rồi, nó hiểu được thông số ở trên xe, trên môi trường bên ngoài để nó can thiệp được vào thì tác động vào thì tăng xăng giảm xăng, đúng không ạ? Đấy là một cái để nó tối ưu hóa và tăng công suất, tăng động cơ, tăng công suất động cơ. Rồi thì chúng ta sẽ chuyển vào bài ngày hôm nay luôn nhé. Thì ạ, bài ngày hôm nay thì rồi chúng ta tiếp tục bài hôm qua, lỗi trong giải và lỗi ngoài giải. Rồi thì sau những cái buổi sau chúng ta sẽ vào cái phần cảm biến thì chúng ta sẽ thấy được. À vâng, em vẫn chưa được ăn cơm anh ạ, bây giờ ăn cơm là muộn lắm vì ngày nghỉ muộn, xong rồi xong bây giờ mà ăn cơm nữa thì chắc là phải đến 8:30 mới được lên 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 trên hình như này, được lên trên online này, được chưa? Đây là toàn phải là ăn cơm muộn mà lên nay sau sau này mà béo hơn là mọi người phải toàn ăn đêm thôi, thấy chưa? Toàn ăn đêm, tối thì không kịp, 8 giờ sớm quá không kịp. Rồi tiếp tục chúng ta lại vào cái phần hôm qua thì lỗi trong giải và lỗi ngoài giải, lỗi trong giải và lỗi ngoài giải, được chưa? Lỗi trong giải và lỗi ngoài giải thì có nhiều anh em hỏi là lỗi trong giải là gì và lỗi ngoài giải là như thế nào, được chưa? Vâng, cảm ơn mọi người. Thì lỗi trong giải là tức là cái lỗi của cảm biến nó bị sai giá trị, tức là vì em ví dụ như một cái cảm biến thôi, cảm biến nhiệt độ động cơ, ví dụ như là nhiệt độ thực tế của trên xe nó đang là 80 độ C nhưng mà khi chúng ta thì đọc trên máy chẩn đoán trên trên thông số của máy chẩn đoán thì chúng ta lại thấy nó báo là khoảng 30 độ C, để nhận 30 độ C tức là gì, nó vẫn trong giải của nó không báo lỗi nhưng nó bị sai giá trị. Sai giá trị này nó sẽ gây ảnh hưởng ra, ví dụ chúng ta sẽ thấy nó bị tốn tốn nhiên liệu hoặc xe đi nó không bốc ngạt xăng, thừa xăng, khói đen chẳng hạn, đấy là những cái nó ảnh hưởng. Thì nó thì rất nhiều anh em bảo nó thì cần gì phải đi học nhìn cái đèn pin báo lỗi thì sửa đơn giản không, đúng không ạ? Thì đúng là như vậy, nhưng mà cái việc mà chúng ta làm nó chính ấy, đó là cái phân tích lỗi trong giải này, chúng ta phải hiểu được cái thông số của cảm biến nó như thế nào thì để chúng ta cùng phân tích nó ra thông số nó có đúng đúng như vậy không, thông số này nó bị sai hay như thế nào, ở cái trạng thái nó đang hoạt động thì nó sai không, để chúng ta cùng phân tích cái lỗi để chúng ta sửa chữa, chứ không phải cái việc mà chúng ta nhìn cái đèn báo lỗi thì nó rất là dễ. Thì sau này trong những buổi sau này chúng ta sẽ học về cảm biến, chúng ta sẽ biết được là tại sao nó là dễ, vì cảm biến khi báo lỗi đèn pin ấy chủ yếu là gì, là do đứt dây là chính thôi đấy, 60% trên màn hình bạn nhìn đấy, 60% là dây dẫn đứt dây dẫn, còn 35% tức là hỏng về cảm biến, 5% là hỏng về ECM, thì ECM nó hỏng rất là ít vì cái tín hiệu điện áp này rất là nhỏ, tín gọi điện áp tín hiệu thì nó bảo ở bên trong mạch bảo vệ rất là tốt nên là ít khi nó bị hỏng lắm, được chưa? Nên là tỷ lệ rất là thấp vì điện áp nó thấp mà, điện áp nó nhỏ, nó là điện áp tín hiệu nên là tỷ lệ nó bị chết cái mạch này, cái kênh này rất là khó. Chủ yếu là dây dẫn là 60% là chỉ chiếm tỷ lệ rất là nhiều. Thì sau này những buổi sau chúng ta sẽ phân tích về máy chẩn đoán, chúng ta sẽ biết được là nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta biết được là đứt dây hay là lỗi cảm biến thì chúng ta sẽ nhìn được ngay trên máy chẩn đoán. Rất nhiều anh em chúng ta chưa có hiểu được cái phương pháp làm này, vẫn phải làm theo kiểu thủ công là chúng ta vẫn phải đo kiểm rồi nhớ thông số, ví dụ như nhớ thông số là điện trở bao nhiêu, điện áp bao nhiêu, thực ra nó rất là tốt không sao cả, không thừa, nhưng mà nó sẽ bị làm chúng ta bị phải nhớ quá nhiều. Em thì em phương pháp của em là gần như là để mọi người không phải nhớ, được chưa? Vâng, anh Khánh vẫn lúc nào vẫn nhớ đèn led à? Vâng, ok anh, mai mỏi. Rất là bận nhiều lúc. Rồi, thì mọi người phương pháp mới đấy, nó là phương pháp chẩn đoán, được chưa? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn ở trên cái mạch trên cái sơ đồ hôm qua em chia sẻ là cái lỗi trong giải và lỗi ngoài giải, mọi người hiểu cái phần này chưa? Hiểu lỗi trong giải và lỗi ngoài giải chưa? Vâng, lỗi trong giải và lỗi ngoài giải.
Thì đối với những anh em là chúng ta đã sử dụng máy chẩn đoán hoặc chúng ta đã đi được học học ở các trung tâm thì chúng ta đã biết được là cái lỗ trong giải, lỗ ngoài giải như thế nào rồi. Được chưa? Thì rất là đơn giản thôi. Lỗ trong giải bản chất là lỗi nó bị sai giá trị, báo sai về ESM, ESM hiểu nhầm, hiểu sai. Và tiếp theo lỗi ngoài giải tức là lỗi thể hiện ở ngoài cái con số, tức là ở mỗi một cái thông số trên máy chẩn đoán chúng ta sẽ có hai hai thông tin, tức là một thông tin là giá trị điện áp, bao giờ cũng vậy, ESM nó chỉ hiểu điện áp thôi. Và thứ hai nữa là gì? Là chúng ta thấy được một cái thông tin là nó sẽ báo cho chúng ta biết được cái trạng thái của nó. Trạng thái là chúng ta nhìn nó dễ hình dung hơn là chúng ta nhìn điện áp. Được chưa? Ví dụ như nhiệt độ thì chúng ta nhìn nhiệt độ nó dễ dàng hơn là chúng ta nhìn vào cái điện áp, chả hiểu cái điện áp là bao nhiêu cả, đúng không ạ? Nên chúng ta sẽ nhìn nó rất là dễ. Đấy. Thì chúng ta sau này chúng ta sẽ phân tích về về thông số trên máy chẩn đoán, được chưa? Rồi mọi người hình dung ra được cái hai cái phần em chia sẻ là lỗi trong giải và lỗi ngoài giải chưa? Có thì ok cái này để chúng ta chuyển sang phần mới để chúng ta bắt đầu hôm nay chúng ta phân tích. Em không có sách đâu anh nhá, chia sẻ mọi người thôi, cái tài cái phần mà slide này hay là cái phần tài liệu của em ấy, em viết không bao giờ chuẩn bằng nhiều trung tâm khác đâu, à không phải chuẩn mà là không chi tiết đâu. Em thì em làm theo kiểu cái cách hiểu của em rồi em chia sẻ thôi, bằng cách phương pháp chia sẻ thôi, chứ ít khi em hướng dẫn mọi người đọc tài liệu lắm. Đọc một tài liệu thì mọi người chả cần phải mua tài liệu của ông nào cả, cứ mua trên phần ôn mô tô ấy, mỗi một quyển sách nó sẽ có một quyển tài liệu, chả phải đọc đâu cả, có hết thông số được chưa. Em thì em không bán tài liệu nhá, mọi người nhớ nhá, không bán cái tài liệu đâu, được chưa, không bán tài liệu. Chúng ta là chúng ta làm bằng phương pháp hiểu và sử dụng bằng bằng sơ đồ là chính, sơ đồ là chính. Còn lúc nào mà chúng ta cần thì chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán ấy, à hoặc là chúng ta vào phần mềm ôn mô tô chúng ta tìm hiểu kỹ về cảm biến nào đấy thì chúng ta sẽ vào trong ôn mô tô chúng ta tìm được ngay. Trên một đời xe nào đấy nó thông số nó chuẩn luôn theo đời xe của chuẩn của hãng luôn, được chưa mọi người? Rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang phần mới nhá, được chưa? Lỗi trong giải và lỗi ngoài giải là ok rồi đúng không ạ? Rồi cái phương pháp tra cứu sơ đồ như hôm qua thì chúng ta đã nhìn được cái thông tin trên xe, ví dụ như là nó cho chúng ta thông tin gì, cái cách đọc chân ESM ra làm sao ấy. Nhiều anh em thì chúng ta thắc mắc là muốn mua những muốn xem chân của ESM đúng không? Trong cái phần mềm ôn mô tô đều có hết nhá. Ôn mô tô chúng ta chỉ việc tra cứu đời xe này, sau chúng ta chọn chân của ESM, số chân của ESM nó sẽ đọc cho chúng ta biết được là màu dây là màu gì, được chưa, và tín hiệu đấy là tín hiệu điện áp bao nhiêu, có hết trong 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 đấy. Nhưng mà em ít khi em sử dụng cái phương pháp đó, vì phương pháp đó tự nhiên là mình cảm giác nó chậm lại, mình không tư duy được, mình không biết được cái đầu đấy là đầu chiều đấy, chiều điều khiển hay chiều là dập mát hay là chiều, thì chúng ta rất là khó hình dung. Chúng ta phải nhìn trên sơ đồ, chúng ta nhìn dây dẫn chúng ta thì nhìn được, thì sau những buổi này chúng ta dần dần chúng ta sẽ nhìn được cái dây dẫn nó như đi như nào và điện áp ra làm sao, chúng ta sẽ nhìn được ngay, được chưa. Rồi thì những buổi này bắt đầu chúng ta tiếp cận vào dần dần vào sơ đồ nhé, bắt đầu đi vào sơ đồ nhé. Những buổi hôm qua mới chỉ là đọc sơ đồ thôi, được chưa? Cái buổi này nếu mà học trực tiếp ở bên em thì nó sẽ rất là rộng, nó rất là sâu để chia sẻ cho mọi người, nó trực quan hơn, nó dễ hơn. Còn đây thì chúng ta xem, chúng ta chưa có nhiều anh em, chúng ta không có sơ đồ để chúng ta trực quan, để chúng ta nhìn để chúng ta hiểu được cái đoạn đấy, và chúng ta có những câu hỏi là chúng ta không hiểu chúng ta hỏi ngay. Còn bây giờ chúng ta chỉ biết nghe thôi, được chưa, online mà biết nghe thôi, phản hồi thì lúc đó nó bị chậm mất rồi. Đấy, thế nên là tại sao em khuyên mọi người lên học trực tiếp, đừng học online, học bất kỳ ở đâu cũng được, được chưa? Học đâu thì làm sao mà chúng ta học đó một cái nơi uy tín để chúng ta học đều cũng đều được, không sao cả, đều học là tốt, không sao, không vấn đề gì, được chưa? Cái công nghệ xe máy nó thay đổi hoàn toàn rồi, không thể làm mò được, làm mò nó rất mất thời gian. Rồi thì như hôm qua em chia sẻ cho mọi người ấy, thì nó có một cái mạch, nó là mạch trí áp. Trí áp này thì sau em sẽ chia sẻ sâu hơn vào cái phần cảm biến nhiệt độ này. Hai cảm biến nhiệt độ này nó sẽ có liên quan mạch trí áp rất là nhiều, rất là hay. Thì trong cái phần trên có thể chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán, ta biết ngay là nó có đứt dây hay là nó bị chập dây hay là nó bị chết cảm biến, ta nhìn trên máy chẩn đoán rất là dễ. Và hai cảm biến này nhá, cảm biến của liên quan đến nhiệt độ, em hướng dẫn mọi người gần như mọi người sẽ không phải nhớ một cái thông số gì liên quan đến nó cả, vì hai cảm biến này nó rất rất cực kỳ đơn giản, được chưa, cực kỳ đơn giản để phát hiện được nó lỗi hay không lỗi, rất đơn giản thôi. Mọi người nhớ là cực kỳ đơn giản, là chúng ta sẽ nhìn được trên máy chẩn đoán chúng ta biết ngay được nó là bị lỗi do đứt dây hay là do bị chập dây hay là cảm biến bị hỏng đấy, sai giá trị, có nghĩa là lỗi trong giải ấy, chúng ta nhìn được ngay và chúng ta sẽ phân tích được, rất là đơn giản thôi. Trong cho chúng ta chỉ có vài cái thông số để trên máy chẩn đoán này chúng ta phân tích thôi, được chưa? Trong đó thì cảm biến, những cái cảm biến này chúng ta nhìn nó rất là dễ, thì sau vào những buổi sau chúng ta vào cảm biến nó cực kỳ đơn giản, chả có gì cả. Trước mắt là chúng ta sẽ khó nhất là khó chúng ta đọc phương pháp đọc sơ đồ và hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó như nào, được chưa? Thì bản chất của cảm biến này nó chỉ là một con nhiệt điện trở, thì chúng ta sẽ thấy được nó rất là dễ, chúng ta thích lừa nó cũng được, thích làm gì nó cũng được, được chưa, rất đơn giản thôi. Thì trong cái hình này thì mọi người quan tâm cho em nó là cái gì, cái mạch này nó mạch thường là mạch của ESM, nó cấp ra tín hiệu, được chưa? Cấp ra nguồn điện tín hiệu để cho
cảm biến, nó khác với cả hai cảm biến, nhưng mà cảm biến MAP và cảm biến TP được chưa, nó khác khác hoặc khác một chút. Thì trong cái này cho em phân tích sâu hơn về phần cảm biến, thì chúng ta sẽ hôm nay chúng ta chỉ đi sâu về phần về phân tích sơ đồ thôi, được chưa, sơ đồ. Rồi, chào mọi người. Rồi thì hôm nay mọi người nhìn cho em là ví dụ như hôm qua em chia sẻ cho mọi người cách là chúng ta nhìn cái góc nhìn mà chúng ta đọc cái thông số, chúng ta phải nhìn theo đúng hướng. Có rất nhiều anh em chúng ta đọc lại đọc sai hướng, có thể góc nhìn sơ đồ cho chúng ta một cái số rất là chuẩn rồi, nhưng mà chúng ta nhìn cái góc nhìn của chúng ta lại bị sai. Thì ở đây trực tiếp là thì em đang ngồi trên này thì em rất khó hình dung chia sẻ cho mọi người được biết cách góc nhìn của nó thực tế như nào. Thì đây mọi người nhìn cho em này, ví dụ như trên màn hình ấy, mọi người sẽ nhìn thấy có ESM đúng không ạ? ESM sẽ ví dụ là ở đây là ESM này 33 chân, thì chúng ta sẽ nhìn được thứ tự chân như thế nào và cái góc nhìn này. Mọi người nhìn chỗ em này, cái sau lưng em, cái vai em nó sẽ có hình cái mắt đây, em né nó, mọi người nhìn này, né nó mọi người nhìn. Thì cái mắt này nó là cái hướng của chúng ta nhìn vào, hướng nhìn vào đuôi hoặc rắc của dây điện, thì chúng ta phải nhìn theo đúng như vậy, đúng không? Chúng ta rất nhiều anh em chúng ta làm bị sai, chúng ta nhìn góc như vậy, nhưng mà khi rút rắc ra thì chúng lại đọc ngược lại. Rất là nhiều tình huống chúng ta đọc sai, đọc rõ ràng là chân số 1 nhưng rút rắc ra lại lấy chân số 11 là chân số 1. Rất nhiều tình huống xảy ra, đấy chưa, rất nhiều. Nên là chúng ta phải đọc, phải xác định chính xác. Và thứ hai đấy, mọi người này, trên sơ đồ hôm qua mọi người em in em tặng chia sẻ mọi người ấy, thì bao giờ cái chân số 1 chữ có viết tắt chữ IGP này, GL, LG này, O2 này, SG này, đấy là những cái từ viết tắt của cái tác dụng của chân này, đấy chưa, tác dụng của cái chân này. Thì cái chân này nó như tác dụng làm sao thì nó sẽ có cái bảng của cha, bảng cha thì thực ra là ở trên những cái dòng xe mà sơ đồ em thấy là sơ đồ mà chuẩn nhất hoặc là chi tiết nhất, đó là chính là cái xe lít ngày xưa, lít 110, nó sẽ do cho chúng ta được cái bảng thông số bên cạnh nó, ví dụ như chân số 1 có điện áp trạng thái là bao nhiêu, on off thì bao nhiêu, on thì bao nhiêu vôn và off thì bao nhiêu vôn. Rồi thì tiếp theo là trạng thái của cái cảm biến oxy, nó sẽ là cảm trạng dạng xung hay là dạng gì đấy thì chúng ta biểu thị cho chúng ta biết. Rồi thì ví dụ như cảm biến cái kim phun, điều khiển kim phun nó là dạng tín hiệu dạng xung, thì nó sẽ vẽ cho chúng ta biết được là cái dạng xung. Đấy thì nó chúng ta rất là hay ở trên cái riêng xe lít 110. Thì nó phân tích rất là kỹ, rồi góc nhìn của cái mắt chúng ta nhìn vào góc chân số góc nào, góc nhìn từ đâu vào, đúng không ạ? Mỗi một nhà thiết kế, rất nhiều anh em nghĩ là nó theo một cái hướng là từ trái sang phải, cứ dập khuôn từ trái sang phải, nhưng chưa chắc đã phải như vậy đâu, được chưa? Mọi người phải nhớ là mỗi một ông thiết kế thì thường phải theo quy chuẩn rồi, rõ ràng theo quy chuẩn, nhưng mà biết đâu ông này ông lại thích từ trái sang phải, từ phải sang trái chẳng hạn, đó là lại người ta phải chú thích ở phía dưới của người ta, đó là một cái độc quyền của người ta. Đây là mình phải làm theo, tuân thủ theo cái tờ mà mình chúng ta đọc, thì chúng ta phải đọc được, xác định được là chân bên xác định theo ông thiết kế này, ông thiết kế từ trái sang phải hay từ phải sang trái, đấy là cách chúng ta nhìn, đúng không ạ? Rồi rất là nhiều anh em rất nhiều cách đọc, nhưng mà chúng ta nên đọc theo một cách là cái sơ đồ của ông nào thì chúng ta tuân thủ theo ông ấy, được chưa? Đừng cứ nghĩ máy móc mà cứ từ trái sang phải là cứ ta từ đến từ trái sang phải, được chưa mọi người? Nên như vậy nhá, mỗi một ông thì ông ấy muốn có ý kiến riêng của ông ấy, nên là không chung với ông nào cả, đấy, được chưa? Rồi. Mạng lag rồi. Coi mạng lag mọi người. Mạng có vấn đề gì không ạ? Vâng. Mạng hơi lag rồi, nguy hiểm rồi. Chết rồi. Giờ này kỹ thuật kém quá. Rồi mạng hơi lag mọi người nhá, mọi người thông cảm nhá. Thực ra buổi tối rồi không thể tránh được. Không thể tránh được nhé mọi người nhá. Mọi người có thấy có vẻ mạng nó hơi giật không ạ? Nó hơi lag không ạ? Vâng, vâng. Xem được chưa ạ? Xem được chưa ạ? Hơi lag rồi. Khó chịu rồi. Vâng. Rất là khó. Vâng, rất là khó vì online kiểu này. Vâng, vâng, vâng. Thôi mọi người thông cảm nhá, vì tình huống này thôi. Vâng, đúng rồi, em đã đáp up lên trên YouTube rồi nhá. Em up lên trên YouTube thì mọi người cố gắng xem trên YouTube. Vâng, chào mọi người. Được chưa? Mạng ok rồi đúng không ạ? Mạng ok chưa? Em thấy là lúc nãy mạng hơi bị lag. Được chưa? Buổi tối rồi không tránh được, mọi người thông cảm nhá. Buổi tối rồi không tránh được. Hôm qua là lỗi kỹ thuật thôi anh ạ. Dạo này cái kỹ thuật nó kém quá anh ạ. Lỗi rồi. Chắc là nó muốn đòi tiền mới rồi, đòi tiền đầu tư rồi. Rồi ok mọi người, thì chúng ta sẽ lại quay lại mà. Thì em chia sẻ là chúng ta sẽ phân tích ở chiếc xe lít
Thế xe líp 110 nó là rất là chi tiết cho chúng ta biết, để thì em sẽ muốn phân tích nó là một cái xe gốc. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy được, lấy chúng ta sẽ hay đi học sửa xe ngày xưa, chúng ta sẽ thấy được là xe thì chiếc xe của như là xe Honda, chúng ta sẽ học thường là sẽ học xe rim rim đúng không, xe rim dream, tức là xe nó sẽ gần như xe gốc của chúng ta. Xe gốc của chúng ta gì ạ? Rồi thì chúng ta sẽ lấy trên xe dòng xe FI, mọi người để ý nhé, em chỉ phân tích chủ yếu ở trên 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 đấy thôi. Tranh tranh thủ cái việc mà em chỉ phân tích trên xe dòng xe Honda là nhiều nhất nhé, vì nhiều anh em hỏi em về Piaggio, Yamaha ấy, nó bây giờ không có đủ thời gian để chúng ta làm. Trên YouTube thì sau em sẽ chia sẻ đường link, được chưa? Được chưa? Chia sẻ đường link. Thì mọi người để ý là trên dòng xe em chỉ phân tích ở chủ yếu là Honda thôi, vì Honda nó là phổ thông nhất, chứ không đi sâu vào những cái hãng như Honda, Yamaha, Piaggio, được chưa? Suzuki thì em ít ghi. Chúng ta học theo một cái nguyên lý, được chưa? Đây là em dạy cho mọi người nguyên lý, thì xe nào thì xe nó vẫn như vậy thôi, được chưa? Chúng ta đọc được sơ đồ rồi chúng ta hiểu được nguyên lý của cảm biến đấy, nó tác dụng ra làm sao thì chúng ta đều làm được, không vấn đề gì cả mọi người nhé, đều làm được hết. Quan trọng mọi người có cái gốc thật tốt thì chúng ta sẽ làm được chưa? Gốc tốt để làm được. Vâng, YouTube thì em sẽ chia sẻ sau nha anh nhá. Vì là em là Hà Nguyễn hay Hà Nguyễn Văn thì chả nhớ đâu. Thì em sẽ chia sẻ đường link cho mọi người. Mọi người ai cần YouTube thì kênh YouTube của em thì mọi người hãy đăng ký vào kênh YouTube, em sẽ chia sẻ đường link cho mọi người. Mọi người chỉ việc truy cập vào thôi, vì tìm kiếm nó hơi khó. Em thì không phải nổi tiếng nên là tìm hơi khó. Trên YouTube của em cũng chia sẻ rất là nhiều cái video hướng dẫn mọi người nhá, trên YouTube rất là nhiều. Thì mọi người đăng ký kênh, biết đâu em lại được tiền sao, kiếm tiền trên YouTube được, đúng không ạ? Lúc đấy là một phần là do mọi người ủng hộ. Thấy chưa? Mọi người vào YouTube thì mọi người hãy đăng ký cho em cái, chia sẻ cái, hay là like cái, comment một cái, để biết đâu em lại kiếm được tiền trên YouTube, trở thành YouTuber. Hôm nay dạo này đang là Facebook rồi, Facebooker rồi, live stream suốt rồi. Chào Gia Minh, vào cái mà lag ngay rồi. Chào thầy Gia Minh nhá. Vào phát là thấy lag ngay. Rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào chân số 1. Được chưa? Chúng ta sẽ phân tích chân số 1. Chân số 1 này chúng ta sẽ này. Vâng. Chân số 1 thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tìm hiểu nhé. Chân số 1 này, thứ nhất là điện áp làm sao, rồi thì sơ đồ đường dây đi như nào, được chưa? Thì chân số 1 này mọi người thấy nó sẽ có từ viết tắt này. Đấy. Sẽ có từ viết tắt IGP đấy, mọi người nhìn này, IGP bao giờ trên sơ đồ mạch điện thì cũng có, là thường nó sẽ là dây nguồn, được chưa? Tín hiệu nguồn, nguồn cấp cho nó, được chưa? Rồi. Tên nó là IGP, tên viết tắt là IGP, thì không bao giờ người ta viết chỉ đủ đầy đủ cho chúng ta. Mọi người nhớ là trên từ đều là viết tắt, trên đều từ viết tắt thôi, viết tắt thôi, được chưa? Viết tắt IGP mọi người nhớ nhé. Trên tại sao nhìn góc màn hình bên phải mọi người nhìn này, có 33 chân thì mọi người sẽ nhìn thấy này, được chưa? Đấy, mọi người nhìn thấy góc 33 chân này thì chân số 1 là chân đầu tiên này, IGP. Thì sau khi chúng ta hiểu được các cái chân này ấy, thì tất cả những cái dòng xe có thể chúng ta lấy được IC, ECM này đổi cho ECM khác đều được, được chưa? Vâng, chào anh Quyền. Vâng. Thì mọi người sẽ nhớ nhá, nhiều anh em thì chúng ta thích có thể chúng ta đổi cái ECM này cho ECM khác cũng được, có khả năng được nếu mà nó trùng với cái việc mà như là lập trình giống nhau thì chúng ta sẽ được. Còn cái việc mà chúng ta đổi chân cho nhau ấy, ví dụ chúng ta biết được cái chân số 1 này nó ở trên đời ECM này thì nó là chân số 1, chân là chân nguồn. Nhưng mà ở đời xe lít sau 125 chẳng à, đời sau này chẳng hạn, nó lại là chân số 2, thì chúng ta sẽ nhìn được cái chân sơ đồ này. Trên sơ đồ là chúng ta đổi đổi từng chân một, thì chúng ta có thể làm được đổi cho các xe khác được, được chưa mọi người? Không cần thiết là chúng ta phải mua đúng đời, rất nhiều quan trọng anh cứ đọc được chân sơ đồ cho em, là mọi người cứ đọc được chân sơ đồ thì mọi người sẽ đổi được từng chân một cho từng đời xe một, được chưa? Rất đơn giản thôi, được chưa? Chúng ta có thể đổi được, hoặc là chúng ta có thể nhìn trên ECM này, chúng ta đọc được cái phân tích được chân chân tín hiệu nó như vậy, thì chúng ta có thể lấy riêng cái ECM thôi, chúng ta có thể cấp nguồn cho nó ánh lửa trên được, không cần xe. Rất là nhiều phương pháp để chúng ta làm, rất là hay, được chưa? Thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích chân số 1. Chân số 1 này, chân số 1 là chân IGP, ignition power, tức là chân nguồn này, được chưa? Năng lượng nguồn đấy. Thì đây nguồn này là nguồn cấp cho ECM sau khóa nhé mọi người nhé. Chúng ta phân tích từng chân một. Thứ nhất là sẽ có thông tin cho chúng ta là tên của từ viết tắt sẽ trùng đúng như vậy trên sơ đồ mạch điện nha. Thì em sẽ phân tích trên sơ đồ mạch điện này, mọi người đọc qua cho em rút này. Thứ nhất, tên nó là IGV này, chân là chân nguồn sau khóa, tác dụng của nó là chân nguồn sau khóa 12V, tức là nguồn điện sau khóa khi chúng ta mở khóa on này. Em mọi người nhìn thấy cái sơ đồ em để bên cạnh này không? Đấy, sơ đồ này. Cái sơ đồ đấy, được chưa? Thì chúng ta sẽ nhìn được cái mạch điện như nào, thì bây giờ em sẽ phân tích cho mọi người cái mạch điện nó đi như nào. Thì tại sao chúng ta sẽ tìm được, và em chả cần thiết là cứ bật khóa điện này mà không thấy nguồn, chúng ta phải kiểm tra, không thấy hiện tượng thì chúng ta phải kiểm tra chân nguồn, được chưa?
Thì đây chúng ta sẽ thấy được là cho chúng ta thông tin màu dây này. Ví dụ màu dây nó là đen sọc trắng, tức là tiếng Anh ấy, thì mọi người nhìn trên sơ đồ không có tiếng Việt mà đen sọc trắng đâu mọi người nhá. Nên chúng ta phải học cái từ viết tắt của tiếng Anh này, BL sọc V kép này, để chọn BL sọc V kép. Đấy, thì bây giờ em sẽ phân tích dần dần nhá. Khi khóa off thì nó sẽ là 0V và khi khóa on nó là 12V, tức là bằng điện áp bình, điện áp bình. Và cái chân e sen này, mọi người nhìn cái góc, nhìn cái chuột của em ạ, thì nó sẽ nhìn thấy được cái là chân e sen nó sẽ nằm ở vị trí nào. Ví dụ ở đây là chân số 1 thì chúng ta nhìn đây là chân số 1. Đó, chân số 1. Thứ hai, nó cho chúng ta màu dây là màu dây đen sọc trắng. Đen sọc trắng, BL sọc V kép. Rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào sơ đồ này, em phân tích sơ đồ nha. Hôm qua em chia sẻ mọi người rồi, phân tích sơ đồ. Đấy, bây giờ mọi người nhìn thấy cái sơ đồ không? Sơ đồ. Đấy, đây nhìn sơ đồ, em có nhìn này có lấp quá không? Sơ đồ nha, ví dụ như này, góc nhìn này, góc nhìn của em xem này, mọi người thấy con chuột của em quay ở trên màn hình không ạ? Có nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy thì comment một cái nhỉ? Đấy, thì đây là cái góc nhìn của chúng ta nhìn thẳng vào em xem này. Em xem chúng ta sẽ nhìn thẳng vào và chúng ta xác định được chân số 1. Đây là chân số 1, nó nằm ở vị trí bên, chẳng hạn như là xem là cái này nó đang quy theo quy chuẩn, chẳng hạn nó là bên trái, rắc là bên trái, được chưa? Và thứ hai chúng ta nhìn nó bên trái này, bên trái này, được chưa? Chúng ta xác định được rồi thì bắt đầu chúng ta lật lên, chúng ta tìm chân số 1 ở trên này. Đấy, tên số 1 này mọi người nhìn được cái sơ đồ trên sơ đồ không em ạ? Đấy, có chữ này, có chữ IGP. Anh em nào mà có sơ đồ chúng ta cùng khoanh vào nhé. Thì chân số 1 này, khi chúng ta bật khóa điện lên mà không nhìn, không thấy đèn FI này, không thấy bơm xăng test lên, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải kiểm tra chân số 1. Tại sao lại phải kiểm tra? Là vì nó là cái nguồn cấp cho ECM. Đấy, thì chúng ta phải xác định cái chân số 1. Chân số 1 này phải có 12V. Thì tại sao ấy, hôm qua có anh em nào hỏi ấy. Vâng, đúng rồi anh, quyên góp ủng hộ dịch Covid thôi, không phải gì cả. Được chưa? Cảm ơn anh Đại Hải nhá. Rất nhiều anh em chưa hiểu cái lớp này tại sao nó ra đời. Rồi thì đó, mọi người để ý là gì? Cái chân số 1 này chính là IGP, tức là chân nguồn này, nguồn cấp sau khóa cho gì, cho ECM. Chúng ta phải kiểm tra chân này. Chú thích gì anh nhỉ? Vì đây nó chỉ là ấy thôi, đây là chúng ta phải đọc được hiểu ra thôi. Chú thích thì chú thích như nào anh chưa hiểu. Rồi, thì mọi người thấy được ở đây là gì? Ví dụ như chân số 1 này em phân tích nhá. Thì tại sao có anh em nào hỏi là tại sao biết ở trên đấy nó là 12V ấy? Thì mọi người nhìn cho em là thứ nhất, chân số 1 này trong sơ đồ thì nó là gì? Nó là chân nguồn, IGP là chân nguồn, được chưa? Và bên cạnh nó là nhìn chữ BL sọc V kép, mọi người nhìn được không? Nhìn được chữ này không? Anh em nào có sơ đồ thì để ý nhá. Nhiều anh em chưa in sơ đồ thì rất là khó phân tích. Em muốn mọi người phải có sơ đồ thì mọi người phân tích rất là dễ, được chưa? Thì chúng ta vâng, chào anh Trương. Rồi thì chúng ta nhìn này, ở trên số 1 thì sẽ có màu dây này, màu dây BL sọc V kép, tức là gì, chân này là chân gì nguồn sau khóa, mà dây nó dây màu đen. Thì tại sao có hôm trước anh hỏi là tại sao nhìn được nó là điện áp bao nhiêu ấy, thì ở đây mọi người nhìn để cho em này, giúp cho em này, chân số 1 bắt đầu nhìn màu dây đi theo, kéo, chúng ta cứ kéo theo màu dây đấy, chúng ta kéo theo màu dây đấy, cứ kéo theo xem nó đi đâu, được chưa? Chúng ta tiếp tục đi đến đây này, chúng ta nhìn thấy dơ le tắt máy này, được chưa? Dơ le tắt máy này, chúng ta không phân tích sâu quá nhé, chúng ta cứ đi để cho mọi người biết được. Dơ le tắt máy bản chất là gì? Nó lại nhìn thấy đây, nó chạy về ắc quy, tức là gì? Nó đang là lấy nguồn đưa cho vào đây, dẫn vào nguồn vào đây, 12V vào đây, để làm sao để nuôi ECM, được chưa? Đấy là cái bản chất của chân số 1. Thì chúng ta sẽ nhìn được ấy. Như hôm qua em chia sẻ là gì, chúng ta sẽ phải nhìn được đó là cái phần là chúng ta cấp cái nguồn đầu, đó là đầu cấp dương hay là đầu đó là đầu dập mát, thì chúng ta sẽ nhìn được. Thì chúng ta phải nhìn đầu nguồn, tức là đầu dây bên kia, xem nó là lấy 12V hay là nó đang chờ lấy mát, được chưa? Đang chờ dập mát, thì chúng ta nhìn theo một cái phương pháp như vậy. Đấy là một cách tại sao hôm qua em hướng dẫn mọi người nhìn tự nhiên sao biết được chân này nó điện áp bao nhiêu ấy, thì chúng ta dễ hơn hình dung hơn là chúng ta nhớ cái thông số điện trở, được chưa? Thì đây mọi người nhìn này, dây dẫn này nó kéo lên đến nguồn 12V thì chắc chắn gì, khi chúng ta mở khóa điện thì nó phải có 12V đây. Đấy, rất đơn giản thôi, đúng không? Rất đơn giản thôi, thì chân số 1 chúng ta sẽ xác định được. Thì trên sơ đồ nhé, mọi người bắt đầu nhìn thấy bức tranh này chưa? Bức tranh này sáng tỏ dần rồi nha. Thứ nhất là mọi người nhìn hướng dẫn cái cách đọc là chân số 1. Nó là gì? Góc nhìn vào là chúng ta này. Đây. Đây là góc nhìn vào. Thì chân số 1 tên tiếng Anh là gì? Đây, thì trên này nó nằm ở đây. Vị trí là chân số 1. Và thứ hai nữa là cho ta biết là màu dây nó là màu gì. Và thứ ba nữa chúng ta nhìn được cái dòng này nó chạy về từ đâu đến đâu. Thì chúng ta khi nhiều anh em chúng ta nhìn theo kiểu dạng như là chúng ta nhìn trên cái bức tranh hay là cái tài liệu mà người ta Việt hóa và in cho mọi người ấy, là gì, chân số 1 là nguồn sau khóa chẳng hạn. Thì nguồn sau khóa nhưng chẳng biết nó đi qua đường nào. Thì chúng ta nhìn trên này chúng ta biết được là nó đi qua con dơ le tắt máy này, thì dơ le tắt máy này đã hít chưa, đúng không ạ? Thì cái nào điều khiển cái dơ le tắt máy này thì rất là nhiều vấn đề để chúng ta cùng phân tích. Ví dụ như là ở đây chúng ta đời xe lít này thì bản cảm biến góc nghiêng này thì bản chất nó chỉ là một cái công tắc điện tử thôi, nó đóng dập mát cho cái dơ le tắt máy này, được chưa? Nhiều anh em làm rồi chúng ta sẽ biết được, đúng không ạ? Thì em không phân tích sâu vào phần này để cho mọi người bị rối, được chưa? Nếu mà trực tiếp thì em chia sẻ nó rất là dễ,
vì mọi người đều có sơ đồ để mọi người đều đều hình dung ra được. Còn ở trên 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 này thì rất là khó phân tích, nên anh em cố gắng tập trung một chút nhé, sẽ hơi khó hiểu đấy, thấy chưa? Thế đấy, thì là cái chân số 1 thì chúng ta sẽ nhìn được nó, tại sao em bảo là một, chúng ta sẽ nhìn được là chân ấy điện áp bao nhiêu, thì chúng ta đều chúng ta có thể nhìn được chân này, thì chúng ta nhìn xem là gì, dương nó cấp vào đúng không ạ, đường dương cấp vào đấy, thì chúng ta sẽ nhìn được qua là chúng ta sẽ kiểm tra là gì, nếu mà chúng ta bật khóa điện lên mà không thấy có hiện tượng là đèn FI sáng lên này, 3 giây xong tắt đi, rồi bơm xăng không chạy, rồi tất cả mọi thứ không thấy hoạt động gì cả, thì mọi người đã thấy được là gì, cái nguồn này có vấn đề. Chúng ta phải kiểm tra chân nguồn và chân mát đúng không ạ, bao giờ cũng vậy, cái gì muốn hoạt động thì cũng phải có nguồn, có mát, có âm, có dương đúng không ạ. Thì đấy là một cái cách đầu tiên chúng ta đọc. Thế nên chân số 1 xong nhá, có ai hỏi gì không ạ? Thứ nhất là chúng ta đã nhìn trên cái bức tranh hôm qua em chia sẻ cho mọi người ấy, sơ đồ nguyên lý, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là gì, chân số 1 là chân gì đúng không ạ, rồi thì nguồn điện cái ở trên này, cái số 1 này nó chỉ thị cho chúng ta cái gì, thì chúng ta đã đọc được cái sơ đồ, à đây là chân số 1 đúng không ạ. Thì hôm qua chúng ta nhìn bức tranh chúng ta hiểu, chả hiểu cái số 1 này là số gì, thì hôm nay chúng ta biết đó là chân số 1 trên ECM. Thứ hai nữa, tên của nó là gì, IGP viết tắt của từ tiếng Anh ấy, được chưa. Thứ ba nữa, chúng ta nhìn được là gì, à, đây là có màu dây của nó, màu dây của nó thì bằng toàn bằng tiếng Anh, nên tại sao em chia sẻ mọi người là lên lên học tiếng Anh, từ tiếng Anh này, những cái từ màu dây của tiếng Anh trên sơ đồ tất cả đều bằng tiếng Anh, không sử dụng tiếng Việt, nên anh em nào mà mua Việt hóa về ấy, tất nhiên là làm sẽ đơn giản hơn, nhưng mà sau khi chúng ta làm một cái xe mới chúng ta đều không biết được, nên là cứ khó một từ đầu đi, khó ngay từ đầu đi, xong dần dần chúng ta sẽ thấy nó nhàn dần đi, được chưa. Vâng, thì chúng ta sẽ nhìn cái thứ tư nữa, chúng ta sẽ nhìn được cái đường dây của nó là gì, đây là gì, nó cấp dương vào hay cấp âm vào, đúng chưa, đúng không ạ. Đấy, cấp dương cấp âm vào đấy, chúng ta chỉ phân tích như vậy thôi, không đi sâu nhiều. Đấy là chân số 1 chúng ta thấy ok chưa, đúng không ạ. Một trên bức tranh này chúng ta đã nhìn được một chân rồi, và cái thông tin thứ nhất là số 1 này là cái gì, số 2 nữa là IGP là cái gì, số 3 nữa màu này là cái gì. Em gửi sơ đồ trên đấy rất nhiều mà mọi người vẫn chưa chịu chưa tải về à? Có rất nhiều anh em mới vào nên là có thể là hơi khó hiểu, được chưa? Chúng ta có thể xem lại những cái buổi trước. Tiếp tục này, chúng ta lại bay lại quay lại cái bài giảng này. Thì chân số 1 ok rồi mọi người nhá, thì tức là chúng ta sẽ nhìn được là gì? Tên của nó là nguồn sao khóa đấy. Nhiều anh em thì cứ bảo là lên mua xem cái tài liệu mà người ta ghi chân số 1 là nguồn sao khóa, người ta chỉ ghi mỗi nguồn sao khóa này, rồi ghi màu dây này, tất nhiên là vẫn tốt rồi, nhưng mà không nhìn được nó là qua doa chạy qua cái chân nào điều khiển nó để cấp nguồn đúng không ạ. Chúng ta phải nhìn được, ví dụ như ở trên bức tranh sơ đồ nguyên lý chúng ta nhìn được qua là gì, nó chạy qua relay tắt máy, thì relay tắt máy này do thằng nào điều khiển, do con cảm biến góc nghiêng đúng không ạ, cảm biến góc nghiêng điều khiển dập mát cho con relay tắt máy, rất đơn giản thôi. Đấy là một cách chúng ta đọc sơ đồ, phương pháp đọc sơ đồ, được chưa. Đó là chân số 1 chúng ta đã ok, được chưa. Tiếp theo chân số 2 là cái gì, chân số 1 là cái gì, chân số 2, chân số 1 là nguồn, à, chân số 2 thì nó là gì, chân số 2 là LG, mọi người nhìn này, LG Link Ground. Em đây em đọc lốt tiếng Anh một hai từ tiếng Anh nữa thôi nhá, em không đọc tiếng Anh nữa mà chúng ta sẽ đọc tên tiếng Việt thôi, mọi người dễ hình dung. Có nhiều anh em lại thấy nó bị đọc tên tiếng Anh, nhiều anh em lại loạn lên, được chưa. Và thứ nhất là em không giỏi tiếng Anh rồi, thì LG là gì, là Link Ground, tức là mắt của đường dây kết nối link ấy, đường dây kết nối. Thì mọi người sẽ thấy được ở trên máy chẩn đoán chúng ta sẽ có một cái dây mát ấy, trên dây đối với dòng Honda ấy, đúng không ạ. Nhiều anh em mà Honda mà chúng ta sử dụng những cái chiếc máy như là máy MST hay những cái máy chuyên dụng, à cái rắc chỉ có cái rắc chuyên dụng ấy, chúng ta chỉ việc cấp nguồn vào cái rắc DLC ở trên để chẩn đoán lỗi ấy, thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ có nguồn cấp nguồn cho chúng ta, thì đây chính là cái nguồn này, tức là dây mát của nguồn máy đọc lỗi, được chưa, dùng thiết bị đọc dữ liệu ECM đấy. Thì đây là chính là cái rắc DLC, cái chân này chân cấp cho mát cho cái rắc đọc lỗi của chúng ta thôi, không có gì cả. Thì trên sơ đồ mọi người nhìn này, ở đấy sơ đồ mọi người cái nhìn được, cái góc đằng sau lưng em ấy sẽ nhìn cái chân số 2 này đấy, vị trí nó là chân số 2, và thì tên của nó, tên tiếng Anh là LG, từ viết tắt là LG đấy. Rồi trên trên ECM mọi người nhìn này, cái góc trên bên phải màn hình mọi người nhìn này, số 2 là LG đấy, LG, và thì nó dây, màu dây nó là dây gì, dây màu xanh lá cây, G đấy, green, màu xanh lá cây đấy, màu xanh lá cây đấy, để chọn xanh lá cây. Và điện, dây điện của nó lúc on lúc off đều là 0V cả đấy. Thì đây là chúng ta nhìn, và chúng ta nhìn ở đây chúng ta cũng có thể biết được là nó là tiếp địa này đấy, tiếp địa. Và thứ hai nữa, nhiều anh em mà chúng ta đang xóa lỗi thủ công ấy, chúng ta lại nhìn như này này, ở đây nó sẽ có một cái rắc lối này, rắc lối tắt này đấy, rắc lối tắt đây chính là xóa lỗi thủ công. Chúng ta chỉ việc lối cái dây mát này với chơi SCS, thì tí nữa ta học SCS nó là cái gì, được chưa. SCS này chính là chúng ta lối tắt đấy, cái trên sơ đồ nó ký hiệu cho chúng ta luôn rồi đấy, cái rắc ngoài lối tắt hai cái dây này với nhau là xóa lỗi thủ công, lập trình thủ công, được chưa, là gọi mã lỗi thủ công ấy, tất cả mọi thứ là thông qua này gọi là thủ công. Rồi chân số 2 không không có gì cả. Tiếp theo chân số 3 này, chân số 3 là nó sẽ ký hiệu là oxygen này, oxygen sensor, oxygen sensor. Thì đây mọi người thấy là gì, chân nhận tín hiệu từ cảm biến khí thải oxy ấy, đây là tín hiệu input nha mọi người nhá, input, được chưa, input
Thì sau mọi người sẽ em sẽ hướng dẫn mọi người tại sao ở đây nó lại có một cái chạy ra vào đây là mát, ở trong này nó có ký hiệu điện trở này, được chưa? Ký hiệu điện trở này. Thì cho chúng ta sẽ học về phân tích về 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 phần cảm biến thì nó dễ hơn. Hôm nay chúng ta chỉ đọc sơ đồ thôi. Thì chân số 2, chân số 3 này. Chân số 3 là gì? Đấy, trên trên sơ đồ này. Chân số 2 ô O2 đấy, ký hiệu O2 là tín hiệu. Tín hiệu từ cảm biến khí thải, tức là cảm biến oxy. Đấy, đánh giá tỷ lệ AF thì chúng ta sẽ biết được là xe cái cảm biến oxy này nó cho chúng ta biết được cái là lượng xe đang ăn xăng hay là đậm nhiên liệu, nhạt nhiên liệu, nghèo nhiên liệu hay giàu nhiên liệu. Vâng. Thì chúng ta sẽ nhìn được này, nếu ở chúng ta có những anh em nào ấy, chúng ta có những cái này em không phân tích sâu về về cảm biến đâu nhé, chúng ta chỉ phân tích vào sơ đồ mạch điện thôi nhé. Rồi, thì chúng ta lại nhìn vào bức tranh này. Nãy em chưa phân tích bức tranh. Thì bức tranh ở đây chúng ta sẽ nhìn được chân số 3. Đây chân số 3, đây chân số 3 mọi người nhìn này. Ở trên sơ đồ mạch điện, cái sơ đồ nguyên lý nó sẽ cho chúng ta chân số 3. Đây là chân số 3, được chưa? Và tiếp theo là màu dây của nó này. Màu dây BL sập O này, nhiều anh em chúng ta chưa thuộc được BL sập O là cái gì. Thì chúng ta nhìn ở đây này, cái góc dưới chú thích chúng ta sẽ gọi là BL, tức là màu đen. Đấy. Nếu chúng ta chưa học chưa chưa thuộc được thì chúng ta phải chậm một chút thì chúng ta không sao cả. Chúng ta nhìn là BL là đen. Rồi tiếp theo là O, tức là O này, O này. O là cam. Đấy, O tức là orin, cam. Đấy chúng ta nhìn được ở trên che mất người em rồi, đúng không ạ? Rồi rồi ok. Rồi. Thì mọi người cứ nhớ là như vậy, cái ở dưới này nó sẽ bảng chú thích thì mọi người như vậy. O là gì? Đấy thì chúng ta nhìn, nếu chúng ta chưa thuộc được cái tên tên tiếng Anh ấy thì chúng ta sẽ nhìn được đấy, đó là gì? Đó là gì? Màu dây, viết tắt của màu dây. Thì màu dây nó là màu, từ viết tắt này là viết tắt của từ gì? Thì chúng ta sẽ nhìn ở trên đây. Đấy, nhìn trên này. Bu này, ví dụ như là đây đây chân số 3 nó là gì? Màu BL sọc O đúng không ạ? BL thì em tra trên bảng này nó là màu đen. O tức là gì? Màu cam, thế là tức là đen sọc cam. Thế thôi, đúng không ạ? Chúng ta đã biết được rồi. Biết được nguyên lý của nó rồi đúng không ạ? Biết được nguyên lý rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là gì? Nó là BL sọc cam, nhìn nó rất là dễ. Hôm nay chỉ phân tích sơ đồ mạch điện thôi nhá, chứ không ta không phân tích đi sâu vào về phần cảm biến. Thì ở đây mọi người nhìn này, ở con đây nó ghi là cảm biến O2 và thứ hai nữa nó ghi trong cái chỗ này, cái hình cái động cơ này, hình check động động cơ, đèn check động cơ và cái số 21 tức là gì? Chúng ta thấy được nó là gì? Đang báo lỗi mã lỗi 21 nếu nó lỗi. Đúng rồi, đen sọc cam anh ạ. Thì chúng ta sẽ nhìn được ở trên đấy, phân tích ở trên này nó sẽ có chúng ta cái thông tin. Được chưa? Chúng ta đã nhìn thấy ba thông tin ở trên một bức tranh rồi. Thì sau này chúng ta sẽ nhìn phân tích trên xem nó dễ hơn. Dễ lắm, được chưa? Mọi người. Rồi, ok. Rất dễ, chân số 3 này. Được chưa? Tiếp theo này. Chúng ta không cần thiết phải đi sâu quá. Tiếp theo số 3, chân tiếp theo. Chân số 3 ok nhá, chân số 3 là chân tín hiệu cảm biến khí thải. Đấy. Nhiều anh em chúng ta có sơ đồ chúng ta ghi lại. Ghi vào trực tiếp vào sơ đồ, đừng sợ bẩn sơ đồ nhé. Ghi trực tiếp vào sơ đồ, đừng sợ bẩn sơ đồ. Chúng ta sẽ có rất nhiều sơ đồ khác. Nên là đây là cái sơ đồ mà chúng ta sẽ lưu lại rất là lâu đấy. Chúng ta sẽ phải sử dụng nó rất là lâu vì nó là cái gốc chúng ta được học, được chưa? Biết đến. Thì tiếp theo chân số 4, chân số 4 là gì? Chân số 4 là sensor ground, tức là chân số 4 là chân mát của cảm biến. Đấy, mọi người để ý nhá. Trên ECM nó sẽ có mấy nguồn mát cơ. Mấy nguồn mát cơ, được chưa? Vừa nãy ta học được một chân mát là mát cho máy chẩn đoán rồi đúng không? Thì bây giờ nó lại là gì? Nó lại một chân mát của cảm biến, tức là tất cả chân cảm biến ở trên xe chúng ta sử dụng đều sử dụng chân mát này. Được chưa? Tại sao nó phải sinh ra một cái mát này để làm gì? Để nó là mục đích để là ổn áp, ổn định cho chúng ta tất cả cảm biến chúng ta đều hoạt động nó ổn định, không thể nào khi chúng ta dùng một cái tải nào. Ví dụ như là chúng ta sử dụng cái nguồn chung ấy, nguồn mát chung ấy thì chúng ta khi chúng ta sử dụng một cái tải nào lớn, được chưa? Nó bị sụt áp, sụt tải thì sẽ gây ra hiện tượng bị sụt tải, sụt áp. Nó cảm biến lúc ấy đang ví dụ như là đang sử dụng nguồn 12V nhưng sau khi bị sụt tải nó xuống có 11V thì điều đương nhiên nó sẽ bị nhiễu cái cảm biến đó, làm ảnh hưởng đến cảm biến đó là gì? Cảm biến nó sẽ báo sai giá trị, thì đúng không ạ? Thì nên là tại sao nó phải sinh ra cái mát cảm biến, và sau này mọi người sẽ vào cái một cái chân vài chân nữa chúng ta sẽ biết được nó là một chân nguồn của cảm biến, tức là nguồn VCC, đó là nguồn ổn áp, tức là ổn định, luôn luôn ổn định, cho dù anh dùng bất kỳ một cái tải gì thì nguồn luôn luôn ổn định, đúng không ạ? Vì chúng ta là một cái cảm biến, một cái thước đo của chúng ta mà chúng ta lại cấp nguồn cho chúng nó không ổn định, cho nó không ổn định thì tất nhiên nó sẽ báo về chúng ta sẽ không ổn định, nên tại sao nó sinh ra một hai cái chân, nó chân nguồn cảm biến và mát của cảm biến, được chưa? Rồi thì chân nguồn cảm biến, chân mát cảm biến là gì? Chân số 4 này, trên rắc ECM nó sẽ là chân số 4, chân SG này, tên của nó tên gọi SG, viết tắt SG, được chưa? Màu dây là màu dây xanh lá sọc cam, đấy xanh lá sọc cam. Rồi thì xanh lá sọc cam thì bây giờ chúng ta lại bắt đầu nhìn này, ví dụ ở đây là chân 33, chân của ECM thì góc nhìn của chúng ta vào thì chúng ta sẽ đếm là chân số 1, số 2, số 3, số 4 thì nó làm sẽ làm ở đây chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tra cứu. Nếu chúng ta không nhìn được cái chân
Chân số 1, à chân chân cam này chẳng hạn, à chân số 4. Ví dụ như nhiều anh em chúng ta bị đổi mẫu dây vì 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 sao? Vì cái e-xem ấy bị đứt dây, bị hỏng rắc cảm biến thì chúng ta không thể nào chúng ta đọc được mẫu dây vì mẫu dây bị lộn rồi, thì bắt buộc chúng ta phải đọc số thứ tự chân trên e-xem. Được chưa? Nhiều anh em chúng ta phải đọc bằng số thứ tự chân chứ không bao giờ được, đừng phụ thuộc vào mẫu quá nhiều, mà chúng ta phải đếm chuẩn nhất là thứ tự chân của e-xem là chuẩn nhất. Được chưa? Còn màu dây như nào đấy chẳng qua là do nhà thiết kế, người ta thiết kế và ta đánh dấu nó thôi để cho dễ sửa chữa. Thì ví dụ như sau một thời gian đấy, chúng ta làm việc hoặc là bị lỗi, hoặc là anh em thợ nào đấy chúng ta đổi mất màu dây đi rồi, chúng ta không biết nó màu dây gì, thì chúng ta phải biết được xác định đó là chân số 4. Chân số 4 được chưa? Chân số 4 là tác dụng là như vậy. Thế thôi, còn dây dẫn là màu gì thì do nhà thiết kế, người ta thiết kế thôi. Được chưa? Người ta đặt tên nó là gì thì đặt. Đấy là cách để chúng ta tra cứu. Rồi, thế đây là chân số 4. Đây, chân số 4 là chân SG. Đây là chúng ta cần phân tích thì chúng ta sẽ nhìn vào đây. Chân số 4, ví dụ như chân 4 ở trên đây. Đấy, mọi người nhìn này, chân số 4 mọi người nhìn được cái sơ đồ này chưa? Chân số 4 này, chân số 4 này nhá. Đấy, mọi người nhìn này, nó nối này, các điểm điểm dây này, các cái điểm đen đen này đây là điểm nối nhá, điểm nối với nhau, nối dây với nhau nhá. Còn nếu nó nhảy qua thì nó không ký hiệu chấm đen ở đây. Nếu ví dụ như góc ở dưới này mọi người nhìn này, nó không không nối với nhau thì nó không dấu chấm, nó sẽ nhảy qua bình thường. Thấy chưa? Nó nhảy qua. Đấy, thì còn nếu mà nối với nhau thì nó sẽ là dấu chấm. Thì chân số 4 chúng ta đang phân tích đó là gì? Chân SG, tức là chân mát của cảm biến. Mọi người nhìn này, nó sẽ sử dụng chung tất cả mát cảm biến này, cảm biến đều sử dụng như vậy. Thứ nhất là chúng ta nhìn này, nối với đây này, cảm biến IAT đã sử dụng mát của nó rồi, một chân này, được chưa? Tiếp theo cảm biến TB cũng vẫn sử dụng mát cảm biến. Đấy. Được chưa? Ổn này. Đấy, ổn, ổn áp. Sử dụng đều sử dụng chân này. Và tiếp theo là chân MAP cũng sử dụng với nhau luôn. Đấy, sử dụng chung luôn. Đấy, rất tất cả cảm biến, rồi cảm biến ECT cũng đều sử dụng ở đây luôn, đều sử dụng chung. Đấy, thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích vào chân cho nguồn nguồn. À, anh quên hỏi là gì? Ổn định điện áp đầu vào là sao? Vâng. Ổn định điện áp đầu vào cho cảm biến ấy, tức là nguồn của cảm biến, nguồn cấp cho cảm biến chân VCC chân số 6 em. Thì tí nữa chúng ta phân tích vào chân số 6. Chân số 6 là chính là chân nguồn VCC, tức là nguồn 5V ổn áp, nguồn ổn áp 5V để làm sao để cho nuôi cho cảm biến để chúng ta ổn định để chúng ta sử dụng. Ví dụ như là anh hoặc là một cái thiết bị gì đó phải nguồn phải nuôi cho nó mới ổn định để nó báo thông tin về, đúng không ạ? Ví dụ như là đang sử dụng 12V là tụt xuống thì rất là khó, đúng không ạ? Rồi, ok anh ấy chia sẻ cho mọi người cái kênh của em, thì em sẽ xong những buổi này em thường em tải lại và em up lên YouTube cho mọi người cùng xem. Vì nếu ở trên trên Facebook thì nó trôi bài rất là nhiều nên là anh em tìm rất là khó. Rồi tiếp theo chúng ta phân tích chân sau này. Chân số 4 ok nhé mọi người nhé. Có thắc mắc gì không ạ? Chân số 4 có thắc mắc gì không ạ? Rồi tiếp tục này. Chân số 5 này. Đây chân bắt đầu vào cảm biến này. Chân số 5 này gì? Thu thập Peter sensor, tức là chân này, chân làm số 5 là chân tín hiệu của cảm biến vị trí bơm ga, được chưa? Tín hiệu vị trí bơm ga. Thì tức là chân này sau này buổi là sau những buổi sau này ấy, à, đây là mã lỗi của nó là gì? Báo lỗi mã lỗi số 8 này, rồi màu dây này. Thì sau này mọi người sẽ phân tích sâu hơn. Đây em chỉ phân tích về 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 sơ đồ mạch điện thôi, được chưa? Vâng, thì chúng ta sẽ hôm nay phân tích rồi, phân tích về sơ đồ, nó không phân tích về về cảm biến sẽ có điện áp bao nhiêu hay như nào nhá. Thì sau những buổi sau nữa chúng ta phân tích về cảm biến, chúng ta sẽ thấy được là nó sơ đồ này đọc rất dễ hiểu, có phương pháp đọc thì mọi người sẽ đọc được hết, được chưa? Đừng 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 ngại, khó khăn một chút thôi, khó khăn vài buổi thôi, sau những buổi sau chúng ta sẽ làm được. Rồi tiếp tục này, mọi người đấy này, đây là tín hiệu này, chân tín hiệu từ cảm biến vị trí bơm ga, tức là từ chân này chân input đấy nhá. Em chỉ cần giả lập, nếu ví dụ như là chúng ta không cái lỗi sợ lỗi do gì cảm biến của gì của TV của chúng ta bị lỗi, thì chúng ta chỉ cần gì lấy một cái điện áp bất kỳ chúng ta dí vào đây thôi, nhưng mà chung nguồn nhá, chung với nguồn của cái ắc quy đấy, chứ không phải lấy nguồn của thằng khác cho vào đây thì nó sẽ không nhận được đâu. Nên là chúng ta sẽ giả lập được nó rất là đơn giản, được chưa? Chúng ta cùng phân tích vào sơ đồ này. Sơ đồ rồi, mọi người nhìn cho em là chân số 5, chúng ta phân tích chân số 5 này. Đấy, được chưa? Chân số 5 thì đây chúng ta sẽ thấy là e-xem này, chân là chân số 5, màu dây của nó là gì? Trắng sọc đỏ, V kép sọc R. Anh em là không chưa chưa quen cái cách đọc này thì chúng ta sẽ tra ở bảng dưới là sẽ bảng màu dây, được chưa? Chúng ta lên thành thói quen đi, đừng 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 viết tắt vào đây xong mọi người chỉ biết là nhìn như vậy thôi, nhưng mà sau khi làm là chúng ta lại bị bỡ ngỡ. Chúng ta có cố gắng là gì? Khó khăn giai đoạn đầu thôi, thì sau này chúng ta sẽ cảm thấy nó nhàn hơn, được chưa? Rồi thì tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn theo cái đường dây nó chạy đi đâu này.
chúng ta chẳng cần biết nó là cái ví dụ như là cảm biến TP chẳng hạn, chúng ta sẽ nhìn ra đây, chạy đây, à đây rồi, nó là cảm biến gì, cảm biến TP. Mã lỗi của nó thì mã lỗi số 8 đấy, nếu mà nó lỗi nó sẽ báo lỗi số 8. Mọi người nhớ nhé, cảm biến TP mà đứt chân này là coi như báo lỗi là luôn, báo lỗi luôn, được chưa? Thì tại sao ấy, thì chân chân số 5 này nếu không có điện áp trong giải ấy, tức là từ 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 0,2 mấy vôn, thì 0,2 cho 0,3 vôn đi đến 4, mấy vôn đi, 4,5 vôn đi chẳng hạn, nếu không có con số điện áp bất kỳ từ trong từ số đó đến số 4 thì 4,5 vôn thì là sẽ sao ạ? Nó sẽ báo lỗi cảm biến TP, tức là báo lỗi số 8, tức là nó nháy 8 lần ở đèn đấy. Còn nếu mà cho con số bất kỳ vào đây mình dí cho nó khoảng 3 vôn đi, tự động nó sẽ không báo lỗi luôn, được chưa? Đấy là cách mà chúng ta sẽ hiểu được, cách hiểu của ECM như nào. Và không có mã lỗi ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách nhìn trên máy chẩn đoán hoặc dùng đồng hồ đo. Máy chẩn đoán thì chúng ta nhìn nó dễ nhất, thay vì chúng ta phải đi đo rất là phức tạp, chúng ta phải tra màu dây, chúng ta phải đo, được chưa? Thì nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta sẽ nhìn được thông số trên máy chẩn đoán ấy. Anh em nào dùng sử dụng máy chẩn đoán rồi ấy, chúng ta sẽ kiểm tra cảm biến TP cực kỳ dễ. Là gì? Chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán sẽ nhìn cái thông số là gì, góc mở của ống ga là bao nhiêu, ví dụ như là đang bao nhiêu, đang không không độ đúng không? Chúng ta kéo lên, nhích lên, nó phải thay đổi từng 5 bước, 5 số 1, 5 số 1 hoặc 1 số 1 hoặc 1 số 1, tức là nó phải thay đổi dần dần đều. Còn nếu mà tự nhiên nó đang đến điểm ví dụ như là 50 mà nó tự bị tụt xuống và bị vấp ấy, sau nó chuyển sang 51 chẳng hạn, 52, 53 thì tức là nó bị đang bị lỗi cảm biến. Thì cái này sẽ phân tích sâu hơn vào cái phần chúng ta học cảm biến, thì hôm nay chúng ta chỉ nói thôi. Thứ hai nữa, chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán thì nó phân tích cực kỳ dễ luôn nhá mọi người nhá. Thứ nhất chúng ta nhìn vào được giá trị điện áp của nó này. Thứ hai nữa, chúng ta nhìn vào cái góc mở là dễ nhìn hình dung nhất. Chúng ta nhìn vào góc mở của cái bấm ga, chúng ta sẽ kéo tay ga lên nhẹ lên và chúng ta đều đến làm sao nó kịch. Sao làm sao anh có phương pháp nào kiểm tra hay hơn không? Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra được cái này gì, hôm nay chúng ta không liên quan gì cảm biến đấy mọi người nhớ, chúng ta bắt đầu chỉ phân tích về sơ đồ thôi, đừng đi sâu vào. Nhiều anh em hỏi những cái nó đi sâu vào cái cảm biến thì chúng ta không học cảm biến, và bây giờ chúng ta chỉ học về sơ đồ, được chưa? Thì đấy là cái cách mà chúng ta kiểm tra cảm biến cực kỳ đơn giản. Em nói rồi, những buổi sau thì mình thấy cảm biến TP cực kỳ đơn giản, được chưa? Chúng ta sẽ nhìn được, thì đây chúng ta chỉ nhìn quan tâm nó là gì, đó là cách mà chúng ta nhìn, đó là dây, màu dây. Thứ nhất là chân, thứ tự chân của ECM nó sẽ là chân số 5 và màu dây của nó sẽ là màu dây trắng sọc đỏ, được chưa? Mọi người không chưa quen thì chúng ta sẽ đọc là gì, R V kép sọc R, đấy chưa, V kép sọc R, thì chúng ta sẽ tra ở phần dưới, chúng ta sẽ nhìn được là V kép sọc R là chỗ nào, là màu gì, chúng ta sẽ nhìn được để chúng ta phân tích được. Thế tại sao em nói là mọi người đừng phải nhớ màu dây này, được chưa? Không phải nhớ màu dây vì tại sao trên sơ đồ này có hết rồi, tại sao phải nhớ? Rồi sau những buổi sau nữa thì mọi người sẽ thấy được là chúng ta không cần phải nhớ được cả cái vị trí chân của trên bộ ba cảm biến là chân số bao nhiêu, mà chúng ta chỉ cần nhìn trên bức tranh này chúng ta biết được nó là màu gì. Thì sau những buổi sau vào cảm biến thì chúng ta, em sẽ chia sẻ nó kỹ hơn, được chưa? Và đồng hồ đo vẫn đo được anh nhá, nhưng nó sẽ khó phát hiện hơn vì là chúng ta lại phải xác định được màu dây, được chưa? Và rồi chúng ta lại phải trích dây ra chúng ta đo, được chưa? Vâng, thôi không sao cả mọi người ạ, không có vấn đề gì đâu, kệ mọi người, em chia sẻ thôi, không sao cả. Anh có cách hay hơn thì không sao, anh chia sẻ lên thôi. Chứ anh có cách hay hơn thì anh chia sẻ cho mọi người, rồi em chia sẻ thôi, không có gì cả. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần số 6, chân số 5 chúng ta xong rồi đúng không ạ? Thì tiếp theo chúng ta chuyển sang chân số 6 là đấy, em vừa chia sẻ là chúng ta là gì, lúc nãy có anh em hỏi là chân nguồn đúng không ạ, chúng ta phải sử dụng vâng, tất nhiên thì nhiều xe hư mà không báo lỗi, rồi ok anh, rất nhiều thì chúng ta sẽ biết tại sao nó hư được không báo lỗi, ok. Đó là lỗi trong giải, lỗi ngoài giải thì có anh em nào chia sẻ cho anh ấy cái, được chưa? Rồi không sao, chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ chân số 6. Rồi tiếp tục chân số 6 là chân VCC này, mọi người đấy này, chân này chính là chân nguồn cấp cho tất cả cảm biến trên xe của chúng ta. Nếu mà chân VCC này mất ấy, hoặc là chúng ta trên máy chẩn đoán ấy, chúng ta đọc ra có rất nhiều cái thông số của quên, khi chúng ta đọc cái thông số ra chúng ta thấy là gì, rất nhiều anh em là chúng ta cần cái thông số mà chúng ta đọc ấy, đọc ra cái kiểu là quên thì ông này làm nhiễu quá. Thì thực ra như này, cái thông số khi chúng ta ấy, mọi người nhìn này, khi mà bị mất cái nguồn VCC 5V ấy, thì tất cả các cảm biến đều báo lỗi, được chưa? Tất cả các cảm biến đều báo lỗi. Ví dụ cảm biến MAP, cảm biến TP, tất cả các cảm biến nào sử dụng nguồn 5V do VCC cấp thì đều là báo lỗi, được chưa? Đều là báo lỗi. Thì chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta thấy là gì, trên máy chẩn đoán báo cho chúng ta rất nhiều
rất nhiều lỗi, ví dụ như lỗi về cảm biến MAP, cảm biến TP, cảm biến IAT, thì chúng ta sẽ biết được là gì, cái nguồn VCC 5V này có vấn đề, hoặc là gì, cái chân mát của cảm biến, mát của cảm biến, được chưa? Mát của cảm biến nó sẽ báo cho chúng ta là cái gì, mát của cảm biến làm sao, đúng không ạ? Thì đấy là cái cách mà chúng ta kiểm tra khi đấy, khi mà cái cảm biến của chúng ta ấy, cảm biến cái gì, tự nhiên ông này làm nhiễu quá, đọc. Đây, vấn này anh vẫn đang đọc sách nhỉ mọi người ạ, vẫn đang tài liệu. Rồi, ok, không sao cả, đấy là phương pháp của anh, không vấn đề gì cả, anh vẫn sử dụng lại, không vấn đề. Đây em đang chia sẻ mọi người một cái phương pháp mới, phương pháp chúng ta tra cứu, không sử dụng sách nhiều, được chưa? Rồi, thì ở đây này em lại phân tích lại, nó đang tự nhiên đang cái luồng quay, giờ tự nhiên nó bị đứt đoạn, nó khó diễn tả, được rồi. Rồi, thì chúng ta để ý này, khi chúng ta trên máy chẩn đoán chúng ta đọc ra, hoặc là chúng ta thấy là đọc trên đèn min, sẽ thấy được là rất nhiều cái đèn lộ báo lỗi cho chúng ta, là lỗi cảm biến MAP, lỗi TP, IAT, rất nhiều mã lỗi. Thì chúng ta phải kiểm tra cái nguồn, thứ nhất là nguồn là VCC 5V này, VCC 5V, và thứ hai là nguồn của cảm biến, lúc đấy là chúng ta đọc là cái chân mát của cảm biến, chân số 4, chân SG ấy, là chúng ta phải quan tâm đến, là hai cái chân rất là quan trọng để chúng ta hoạt động. Tại sao em nói là nguồn ổn định? Vì mọi người thấy là gì, khi cảm biến nó hoạt động ấy, thì chúng nó phải có cái nguồn ổn định cho nó, thì nó mới đo được. Ví dụ như chúng ta cái thước đo của chúng ta cũng vậy, hay tại sao chúng ta muốn làm một cái việc gì có cái livo ấy chẳng hạn, nó chúng ta phải làm gì, đặt được nó một cái thước đo, tức là phải cân bằng, tức là phải chuẩn, thì lúc đấy nó mới báo cho chúng ta cái kết quả chuẩn được, đúng không ạ? Kết quả mới chuẩn được, chứ không bây giờ chúng ta cái đầu vào chúng ta lại ổn không ổn định thì tất nhiên nó sẽ báo chúng ta không ổn định. Thì chính là cái nguồn VCC ấy, cái nguồn VCC ở đây ấy thì chính là cái gì, cái nguồn cấp cho chúng ta. Mọi người để ý nhá, nếu cái nguồn VCC này mọi người đừng quẹt ra dương, hay là đừng quẹt ra mát, hoặc là cấp dương vào nhá. Nếu mà chúng ta cấp dương vào đây thì chắc chắn là chết ngay ECM đấy, được chưa? Chết ngay ECM. Còn nếu mà chúng ta chập ra mát ấy, chập ra mát thì chúng ta sẽ thấy được là gì, xe ECM gần như chết luôn, đúng không? Chúng ta sẽ không thấy được cái nguồn 5V, không thấy nguồn 5V luôn, và chúng ta sẽ không thấy ECM hoạt động gì cả, không test, không, tất cả không có một cái hiện tượng gì xảy ra, được chưa? Dạ, so, tất cả chúng ta sẽ thấy được cái nguồn là VCC vô này nhá. Nếu mà nó bị chập này, mọi người để hiện tượng của VCC làm bị chập ra mát này, thì tất cả khi bật khóa điện lên, chúng ta sẽ thấy ra gì, ECM không test một tất cả một thứ gì cả, đèn FP không sáng, rồi bơm xăng không chạy, tất cả mọi thứ đều không hoạt động, thì đó là gì, lỗi do nguồn VCC 5V đấy ạ. Có khả năng là VCC 5V nó bị chập, được chưa? Rất nhiều. Vâng, bạn Hòa Phạm, bạn bảo ai là nó đấy nhỉ? Bạn có thể không thích thì bạn có thể đi ra ngoài, không sao cả, được chưa? Ok, bạn có thể bạn không thích, bạn có đi ra ngoài nhé, để anh em còn đỡ mất tập trung. Bạn hỏi gì, bạn comment lịch sự một chút thì tôi sẽ trả lời cho bạn. Không phải cái việc mà bạn lên đây mà nó mấy ai ở đây cả, được chưa? Rồi, không vấn đề gì đâu mọi người, không sao đâu. Rồi, thì tiếp theo này mọi người để ý này, chân số 5 này, chân VCC là chân gì? Chúng ta nếu mà chúng ta khi chúng ta bật khóa điện lên này, chúng ta thấy là gì, khi chúng ta kiểm tra chân nguồn chân số 1 chúng ta tốt thì sao ạ? Chân số, cái gì ạ, anh hỏi dây này đứt thì ăn cám à, vâng, chân số 5 này chúng ta bị đứt đấy, thì em vừa giải thích rồi, chân số 5 này nếu bị đứt thì nó sẽ báo rất nhiều mã lỗi ở trên xe chúng ta, tức là tất cả các cảm biến sử dụng cái nguồn VCC 5V đều báo lỗi, được chưa? Đúng rồi. Thôi không sao đâu mọi người, không có vấn đề gì đâu. VCC ấy, cái nguồn VCC này, nguồn VCC là 5V, được chưa? Ổn áp là nguồn ổn áp. Thì chúng ta sẽ thấy là gì, cái hiện tượng xảy ra trên nguồn VCC này, thứ nhất, nếu nó bị chập thì nó sẽ gây ra hiện tượng như là chết gì, chết ECM. Còn nếu anh em nào mà chúng ta chẳng may mà quẹt dây 12V vào đây là coi như là ECM đi luôn đấy nhá, được chưa? Không cứu lại được đâu. Đấy. Nên là ECM mà khi bị chập cái nguồn VCC 5V này, chập ra mát thì nó sẽ gây hiện tượng bị chập, nó sẽ bị ngắt nguồn thôi, ngắt tất cả hệ thống hoạt động. Còn nếu mà chúng ta cấp một nguồn điện 12V nhé, mọi người nhớ nhé, đừng để mà 12V chạm chập vào, đừng để chạm 12V vào chạm chập vào đây, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng đó là gì, bị chết ECM của chúng ta. Còn nếu chúng ta chập ra mát thì nó sẽ bị, lúc nó ngắt hiện tại nó sẽ ngắt tất cả hệ thống. Vì tại vì sao ấy, thì cái nguồn VCC 5V nó ổn định, nó lại chạy thẳng trực tiếp ra ngoài mát để gì, cái chip chủ thì nó lại không có nguồn lui nữa, nên là nó bị ngắt nguồn đi, nó bảo vệ, ngắt nguồn của chip chủ đi. Thế nên là tại sao chúng ta sẽ thấy là gì, ECM nó sẽ không hoạt động được gì cả. Rất nhiều trường hợp này xảy ra rồi nhé. Vâng, đúng rồi, cái nguồn này do ECM nó cấp ra anh nhé. Nguồn này do ECM cấp ra. Thì chúng ta chỉ phân tích mạch điện thôi, chúng ta không phân tích về đi sâu về phần này đâu nhé. Không phân tích đi sâu. Cái nguồn VCC này rất quan trọng mọi người nhé. Nếu chúng ta để ý này, không có nguồn VCC này,
thì tất cả cảm biến đều báo lỗi. Và thứ hai nữa là gì, nếu cái nguồn VCC này bị chập ra mát thì nó sẽ gây hiện tượng như chết ECM, tức là gì, nó bị reset toàn bộ, nó không hoạt động. Được chưa? Còn nếu mà chúng ta cấp 12V, mọi người để ý, nếu mà cấp 12V vào đây ấy, thì là chết ECM ngay. Được chưa anh? Cái này chúng ta sẽ giả lập được, nếu mà chết mất nguồn VCC 5V, chúng ta sẽ lấy con hôm trước chúng ta học linh kiện điện tử cơ bản rồi, chúng ta sẽ lấy được cái con LM7805 là chúng ta sẽ gì? Sẽ cho vào đây là nó sẽ hoạt động bình thường, được chưa? Như nó chỉ là gọi tạm thời thôi. Còn chúng ta sẽ có thể nhiều anh em sửa ECM thì chúng ta tháo ra, mổ ra, chúng ta thay con LM7805 vào cái nguồn cung cấp 5V cho ECM thay ra được thôi, không quan trọng. Vâng, chậm ấy, chúng ta chập ra mát ấy, lâu quá thì cũng có khả năng chết ECM, nhưng mà nó ít khi lắm. Ít khi mà chúng ta bị chạm vào cái việc mà chúng ta chạm ra mát mà gây hiện tượng nó chết ECM, nó có xảy ra nhưng mà ít lắm. Vì ở đây em thực hành rồi, làm rất nhiều nhưng mà chưa thấy nó chết. Rất nhiều chỉ có, nhưng quan trọng ấy, chập ra mát thì nó không gây chết ngay được nha, nhưng chúng ta để lâu thì không biết được. Đấy chưa? Nguồn 5V này, chân VCC này chập ra mát mà nếu mà nó xảy ra nó chết, không chết ngay được. Nhưng mà nếu mà chúng ta chập 12V vào nó ấy, thì là chết ngay được. Đấy chưa? Đấy, lên chú ý. Vâng, thì chúng ta nếu mà chúng ta chết cái nguồn VCC do ECM cấp ra ấy, thì chúng ta chỉ việc lấy con LM7805 như hôm trước em chia sẻ ấy, ở trên cái phần linh kiện điện tử cơ bản ấy, thì mọi người sẽ thấy được. Vâng, thì đấy, mọi người hiểu cái chân này chưa? Cái chân số 5 này chưa? Chân số 5 này mọi người có thắc mắc gì không ạ? À, chân số 6 chứ nhỉ? Chân số 6, VCC. VCC 5V, được chưa? Chân VCC 5V. Thì đây chúng ta sẽ phân tích này. Phân tích lại vào cái phân sơ đồ của nó luôn này. Cái sơ đồ của nó này, ví dụ như là chân số 6 đây, phân tích này. Mọi người thấy này. VCC 5V là chân màu này, màu dây của nó này. Đấy, màu dây của nó, được chưa? VCC 5V là chân số 6 này, VCC 5V. Có thể trên ECM này nó là chân số 6, nhưng mà nếu là gì? Chân số 6 này, không, chân số 5 này anh cứ chập ra, chân số 6 này nguồn 5V anh chập ra mát nó chưa chết ngay được đâu, được chưa? Nhưng anh để lâu thì nó không biết hiện tượng gì xảy ra, vì trên dòng Honda em đã đánh pan nó rất là nhiều, có để đánh đến nửa tiếng nhưng mà nó không chết, đến hàng tiếng nó không chết, được chưa? Đấy, nên là mọi người để ý. Còn nếu mà cấp 12V vào ấy, đấy, cấp 12V vào thì là anh đền luôn tiền, được chưa? Mang mình chắc chắn mình sẽ phải đền tiền thôi. Vâng. Đấy, đó một cái phần chú ý mọi người nhé, chú ý cái phần VCC 5V này. Mọi người cứ nhớ này, VCC 5V, cái chân VCC này thường nó sẽ là nguồn ổn áp, ổn định đấy, mọi người nhớ nhé, ổn định đấy. Đấy. À không, cái trên sơ đồ này nó sẽ báo 3-4 mã lỗi chứ. Nếu mà nguồn VCC đúng không, nguồn VCC đúng không? Như anh hỏi, anh nào hỏi nhỉ? Anh Mạnh Cường đúng không? Anh hỏi đúng không? Ví dụ như nguồn này, mọi người nhìn này, chân số 6 này, báo như mã lỗi thì mọi người nhìn nhá. Báo như mã lỗi này, mọi người nhìn này. Thứ nhất, chân số 6 nó cấp nguồn màu dây, nó là màu gì? Vàng sọc cam đúng không ạ? Vàng sọc cam đúng không mọi người? Nó sẽ cấp ra này, mọi người nhìn này, một cái điểm đây. Có cái điểm chấm, lúc nãy em hướng dẫn mọi người thì nhìn thấy trên sơ đồ nó có điểm chấm, tức là điểm nối. Tức là nó nối sang này, mọi người nhìn này, nối sang con này. Cảm biến MAB nó sẽ báo mã lỗi số 1, được chưa? Cảm biến MAB báo lỗi số 1. Tiếp theo nó sẽ nối vào đâu này? Nguồn VCC 5V nó nối đâu này? Chân này. Ở đây đúng không ạ? TP nữa này, thẳng vào TP. Đúng rồi, cảm biến TP, chúng ta sẽ thấy là gì? Cảm biến TP mã lỗi số 8 sẽ báo mã lỗi hai mã lỗi này, MAP và TP. Đấy, được chưa? Còn tất cả những cái phần ví dụ là nó không nối vào đâu ấy thì nó sẽ không báo lỗi nữa. Đấy, cái lỗi này là ví dụ như nó xảy ra ấy, là do cái gì? Do cái cảm biến này nó báo thôi. Nó nuôi cái nguồn này nó nuôi của cảm biến nào thì nó sẽ báo mã lỗi cảm biến đấy. Mọi người chỉ việc như vậy thôi. Ok, không vấn đề gì đâu mọi người. Cái việc mà nếu mà chạm mát ấy, chạm mát ra ngoài của ECM, ECM mà chạm mát ra ngoài thì mọi người làm sao chúng ta tách mát ra thôi, đừng để nó chạm ra mát thôi là được thôi, không vấn đề gì cả. Cái này thì việc chúng ta phải thực hành trên xe thôi, thực tế trên xe nó sẽ bị chạm đoạn nào hay như nào thì trên xe thì chúng ta sẽ phải kiểm tra thực tế thôi, chứ không thể nào mà nhìn sơ đồ mà chúng ta để biết được nó đứt đoạn nào được, đúng không? Chúng ta phải phân tích thôi, đây là phân tích trên lý thuyết. Còn cái việc mà chúng ta mà phân tích làm việc thực tế thì chúng phải áp dụng cái phần lý thuyết này vào thực tế, được chưa? Áp dụng thực tế, vì mỗi một xe nó một kiểu chứ không phải xe nào giống xe nào cả. Có xe này đứt đoạn này, có xe này chập đoạn này loại kia, đúng không ạ? Chúng ta nên đừng làm theo kiểu máy móc, chúng ta nên làm theo cái phương pháp. Thì đây là tư duy đã, còn cái việc làm thì mọi người vẫn phải học, vẫn phải thực tế phải làm, được chưa? Không phải ngồi trên đây mà nghe nó hay quá xong về bảo sao làm thực tế nó khác thế, đúng không ạ? Không phải, mà là chúng ta phải làm.
phải làm thực tế. Thì tại sao là phải ngồi, người ta phải nói là phải học đi đôi với hành, tức là phải học lý thuyết xong phải thực hành ngay, được chưa? Học xong lý thuyết phải thực hành ngay. Vâng, anh Đức Anh nói là anh Bảo Nguyễn Bảo Nguyễn Bảo Y đó, anh Bảo nói là nếu mà đứt chân số 4 thì sẽ báo lỗi số 1, số 8, số 9. Đúng rồi, anh cứ nhìn theo cho em là nó nối vào đâu, nó nuôi cái thằng nào ấy thì nó sẽ báo mã lỗi số đấy. Được chưa? Số 1 này, ví dụ số đứt như anh nói là đứt số 4 thì là sẽ là gì? Chân số 1 này, cái số 4 này nó nuôi thằng nào này? Y thằng ECT báo lỗi nhá, thằng ECT là số 1 này, thằng mã lỗi số 7 này. Tiếp theo là thằng mã lỗi số 9, thằng cảm biến IAT cũng báo lỗi luôn. Được chưa? Tiếp theo nó lối đi đâu này? Nó nối cảm biến TP cũng báo lỗi số 8 luôn. Và tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ báo mã lỗi là mã lỗi số 1, mã cảm biến MAP. Đấy, thấy chưa? Rất là anh phải nhìn nhá, chúng ta không quan tâm là nó báo lỗi mã lỗi bao nhiêu mà chúng ta phải nhìn được này, nhìn được nó sẽ kết nối với dây nào thì nó sẽ bị lỗi mã lỗi số đấy. Đúng rồi, mã lỗi số 7 nữa, đúng rồi anh, mã lỗi số 7 thì chúng là chính là ta thấy được là gì, nó sẽ báo mã lỗi ở đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy được cái chân này nó nối với chân nào thì sao, thì chân đấy nó sẽ báo mã lỗi chân đấy. Nên là chúng ta cứ nhìn thấy nó báo một lúc nhiều mã lỗi thì ta sẽ kiểm tra chân mát và chân dương của nguồn VCC, tức là nguồn nguồn cảm biến ấy, nguồn lua cho cảm biến, được chưa? Thôi mọi người, hôm nay đọc bức tranh thôi chứ đi sâu vào cái phần phần này, được chưa? Chúng ta chỉ học phân tích bức tranh này thôi, bức tranh sơ đồ này thôi, chúng ta chưa đi sâu về cái phần cảm biến này, đi sâu về hệ thống. Những buổi sau những đi vào hệ thống thì chúng ta sẽ phân tích nó dễ hơn, kỹ hơn, được chưa? Rồi tiếp tục, chúng ta chân số 6 là VCC, mọi người nhớ nhá, đừng chập dương, chập ra dương, chập ra mát, được chưa? Chập ra dương, chập ra mát. Cái đấy là phương pháp đọc sơ đồ chứ không phải là phương pháp chúng ta nhìn kỹ vào cái việc là chân đấy là làm gì, được chưa? Thì chân đấy làm gì thì cho nay mai chúng ta học hệ thống, chúng ta học về cảm biến thì chúng ta sẽ thấy được. Đúng rồi, cứ nhìn thấy chân nào nó bị liên quan đến chân đấy thì nó sẽ báo lỗi mã lỗi. Thì tiếp theo này, thì chân số 7 fuselage, à chân này thì chân ECM điều khiển nối mát cho cuộn hút của relay bơm, được chưa? Rồi thì rất là hay. Thì mọi người để ý là ECM nó sẽ là gì, nó sẽ điều khiển dập mát. Đấy, điều khiển dập mát, ECM điều khiển dập mát nhá, điều khiển dập mát. Thì hôm trước có anh nào hỏi ấy, nhìn thế nào để biết ECM nó dập mát, được chưa? Thì chúng ta bắt đầu nhìn sơ đồ này. Thì đây là chân số 7 nhá, chân số 7 nó là gì? Chân dập mát cho cuộn hút của relay bơm, được chưa? Thì ở những cái đời xe cũ ấy, xe cũ anh mọi người để ý nhá, đời xe lưu ý, đời xe cũ tức là những cái đời xe của Honda, những cái đời xe như Ablade 110 hay là gì nhỉ? Điện lít 110 những đời cũ thì sẽ có gì? Thì sẽ có một cái relay bơm. Thì lên tại sao mọi người thấy là gì? Chân relay điều khiển relay bơm này cực kỳ ít chết trên ECM. ECM nó điều khiển mỗi một cuộn hút của relay thôi. Đây là rất là dễ. Vâng, có một anh hỏi là thôi em tí nữa em phân tích sau, được chưa? Thì chúng ta sẽ học chưa xong đến chân đấy. Vâng, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Ở trên relay bơm này, chân số 7 điều khiển relay bơm thì chúng ta sẽ nhìn này. Chúng ta sẽ nhìn vào phần sơ đồ chân số 7 đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn chân số 7 đây, mọi người nhìn này. Ở chân số 7 là trên sơ đồ nó sẽ là gì? Ký hiệu chúng ta biết là chân số 7 này là fuselage, từ viết tắt của nó này, chân tác dụng của chân này. Và thứ hai nữa là màu dây của chúng ta sẽ là màu dây là gì? BL sọc BD BL. Anh em nào chưa hiểu, em theo phương pháp chưa hiểu mọi người nhá, thì em lại kéo lên, kéo xuống dưới, kéo xuống đây. BL đúng không ạ? Lấy trên này là ghi là BL đúng không ạ? BL sọc BR sọc BL đúng không ạ? Thì em chưa hiểu biết nó là cái gì thì chúng ta kéo xuống bảng dưới. Coi như em như một người chưa biết gì đây. Em nhìn ở đây đây. BL nó là cái gì? BL nó là đây, BL là màu lâu chẳng hạn đấy. Đấy bây được chưa? Đấy là một cái phương pháp chúng ta tra, chúng ta có thể buổi đầu chúng ta chưa biết thì chúng ta sẽ chậm. Nhưng mà chúng ta có phương pháp mới để thay vì chúng ta phải nhớ, được chưa? Đó thì BL là màu lâu, sọc BL tức là màu đen, nâu sọc đen, đúng chưa? Rồi ok. Thì ở đây này, như hôm qua anh nào hỏi ấy, thì phân tích ấy. Cái tài liệu này em chia sẻ cho mọi người mà, có hết mà. Có em chia sẻ cho những cái hình ảnh này có chia sẻ cho mọi người rồi. Thì mọi người để ý đây, cái chân số 7 này em nhìn ở trên đây em biết được là gì? Chân này, chân số 7 này khi bật qua điện lên nó phải có 12V. Đấy. Thì tại sao có 12V đây ấy? Thì mọi người nhìn nhá. Được chưa? Có nhiều anh em hiểu tại sao đây phải có 12V không? Em chả cần quan tâm là nó gì ạ? Thì em chả cần quan tâm nó là gì, trên kia nó vẽ là như thế nào cả. Em nhìn sơ đồ mạch điện em biết ngay là chân đây 12V. Được, tại sao ấy? Thì chúng ta nhìn này, cái đường dây này đi này, chúng ta đi này, chúng ta cứ nhìn theo đường dây này đi, đi qua đây, đi qua cuộn hút, đi cuộn dây ấy, đúng không ạ? Nó lại tiếp tục nó chạy qua đây, nó chạy qua đây, thì chúng ta cứ nhìn theo nó đi đâu, tức là nó đi, nó về dương, thì chắc chắn ở đây nó phải có 12V, được chưa? Đấy, chắc là 12V mà. Nhưng tại sao nhiều anh em hỏi, tại sao dập đây 12V mà nó chết không chết ECM ấy? Thì bên trong nó con transistor nó dập mát, chẳng qua bản chất là gì? Nó đang điều khiển cái tải của nó là cái cuộn này. Đấy. Các bạn sẽ mọi người để ý là gì? Ở trên này nó sẽ là gì? Chân ECM nó điều khiển dập mát cho motor bơm.
giờ lại bơm xăng, thấy chưa? Giờ lại bơm xăng lại đóng tiếp điểm cho bơm xăng. Thì cái này nó mình sẽ đọc được kiểu sơ đồ. Thực ra là em rất là khó chia sẻ vì ở trên 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 online này cũng chẳng biết chia sẻ mọi người kiểu gì. Có nhiều anh em có tài liệu, nhiều em không có tài liệu. À cái này thì thực ra là mọi người phải phải có cách hiểu thôi. Em thì cũng tiếng Anh cũng bình thường thôi. Chẳng qua làm nhiều nó thành thói quen, nhìn nó nhiều quen. Thì tại sao em nói mọi người là gì, chúng ta có cái bức tranh chúng ta treo ở nhà ấy, một ngày hôm nay chúng ta không nhớ thì những buổi sau những ngày nào chúng ta cũng nhìn, ngày nào chúng ta cũng nhìn, ngày nào chúng ta cũng nhìn thì tự nhiên nó lại thành thuộc. Đấy, đấy là một cái phương pháp của em thôi. Vì ngày nào cũng nhìn thấy nó, vì em làm thì ngày nào cũng nhìn thấy nó, thấy nó tự nhiên nó thuộc thôi. Nó nhanh hơn thôi. Thuộc thì chưa chắc là thuộc đâu, nhưng mà nó nhanh hơn thôi. Đấy, chưa? Đấy là cái phương pháp mà có thể nhiều anh em chúng ta yếu yếu nhìn sợ tiếng Anh ấy, thì nó phải như vậy. Thì chúng ta phải khó khăn một giai đoạn đầu đi, sau chúng ta sẽ làm sau, được chưa? Khó khăn giai đoạn đầu thôi. Giai đoạn sau thì chúng ta sẽ thấy nó nhàn đi dần. Được chưa? Mọi người hiểu cái chân số 7 chưa? Chân số 7. Ví dụ như chân số 7 này nếu mà không có 12V đây ấy, mà khi chúng ta bật khóa điện lên mà không thấy bơm xăng test hoặc là bơm xăng nó chạy thì chúng ta phải kiểm tra này. Thứ nhất là gì? Chân số 7 này có 12V chưa? Đấy, đúng chưa? Nếu không có 12V ấy thì đừng có đổ lỗi cho ECM nữa. Thì nó không có 12V thì chúng ta phải dò ngược lại là xem gì có cái cuộn hút của gele này có đã có 12V chưa? Đấy. Tất cả đây là nguyên lý đó mọi người nhá. Vì không không thể dạy thực hành được, vì dạy online dạy làm sao được thực hành. Còn mọi người muốn cách làm ấy thì mọi người lên trên YouTube, trên Facebook rất nhiều anh em chia sẻ cho mọi người cách làm. Còn cái mà em nghĩ mọi người đang thiếu đó là thiếu cái nguyên lý, thấy chưa? Nguyên lý. Cái nguyên lý thì mọi người thấy là gì, khi chúng ta được có chắc nguyên lý thì thực hành thì chúng ta nhìn là chúng ta biết làm thôi, thấy chưa? Nó là trực quan. Còn nguyên lý thì nó phải tư duy, nó phải hơi logic một chút, nó hơi trừu tượng. Vì điện mà. Như hôm trước em nói rồi, cứ điên nặng nó chuyển sang được điện, thấy chưa? Cứ là bình thường. Không phải nhá. Cấp 12V mà chân số 7 ấy, anh phải qua một cái tải. Một cái tải tức là đây là gì, một cái cuộn hút của dơ le hoặc là gì, hoặc qua một cái bóng đèn hoặc một cái gì đấy, một thiết bị, có nghĩa là phải có tải. Nếu anh chập trực tiếp 12V qua chân số 7 này không qua cái tải gì ấy, thì nó chết ECM ngay, chết kênh. Chết kênh tức là chết cái kênh điều khiển của dơ le bơm xăng này, được chưa? Anh phải nhìn hình dung ra nhá, không phải là bây giờ anh cứ dí 12V đây, được chưa? Không phải là dí 12V ở đây đâu nhá. Dí 12V ở đây ấy, thì làm sao ạ? Đọc cái comment giống này buồn cười quá. Rồi. Được chưa? Mọi người hiểu cái hình dung chưa? Chúng ta không thể nào chúng ta dí 12V vào đây được. Thì cái dí 12V ấy, tí nữa chúng ta sẽ học về cái phần cảm cái phần kim phun nhá. Thì chúng ta sẽ em sẽ giới thiệu tại sao ấy thì dí 12V đây. Thì mọi người quan tâm cho em là gì? Nếu mà chân không, khi chúng ta gì? Khi chúng ta không thấy bơm xăng chạy ấy, đúng không? Không thấy bơm xăng chạy. Đấy ạ. Không thấy bơm xăng nó chạy, không thấy bơm xăng nó test thì chúng ta sẽ phải kiểm tra là chân số 7 có 12V chưa? Không có 12V chưa thì dạ, chúng ta phải kiểm tra lại, chúng ta phải kiểm tra xem, chúng ta phải dò xem là gì, đứt từ cái điểm của dơ le này chạy xuống chân số 7 hay là gì, cái nguồn 12V cấp cho dơ le, đúng không ạ? Thì có nghĩa là gì, cứ phải kín mạch thì giờ thì thiết bị nó hoạt động, đúng không ạ? Như hôm trước chúng ta học cái phần trước rồi thì sẽ có là gì, cứ kín mạch là nó tự động nó sẽ hoạt động, dạ, cứ đủ âm dương có thiết bị là sẽ được, dạ dạ. Vâng, mọi người để ý nhé, cái này có thử ấy. Thử này như này, anh Lê Chí Thành đúng không ạ? Thì anh thử như này, anh đừng thử vào đây làm gì cả, chả giải quyết được gì cả. Cái này nó không báo lỗi nên đừng quan tâm, được chưa? Đừng quan tâm là dí 12V đây. Tí nữa em sẽ có phương pháp là dí vào đây nó không chết. Thì tí nữa nó không phải chỗ này. Thì đấy mọi người để ý này, thì chúng ta sẽ cái chân số 7 ấy, bản chất là gì, nó điều khiển cái chân dập mát cho ECM, à dập mát cho gì, dơ le bơm xăng, được chưa? Dập mát cho chân dơ le bơm xăng, nó rất bình thường thôi, mọi người để ý nhá. Nó rất bình thường, thì chúng ta chỉ quan tâm là gì, đúng rồi, nó chỉ dập mát cho dơ le bơm xăng thôi. Thì bản chất nay mai mà anh thấy nó chết kênh này rồi ấy, thì chúng ta điều khiển bằng cách khác được. Cái dơ le bơm xăng này chúng ta điều khiển bằng một thiết bị khác, ví dụ như là khi có tín hiệu xung của CKB này chẳng hạn, chúng ta lấy tín hiệu xung là gì, khi chúng ta cấp cái nguồn điện, khi chúng ta nổ máy có tín hiệu xung thì bắt đầu đóng trong một chan gì đấy thì chúng ta dập mát cho này. Thì thôi em không phân tích cái này nữa cho mọi người bị rối, được chưa? Đừng liên quan nữa, rối. Chúng ta chỉ phân tích cách đọc sơ đồ ra. Buổi hôm nay là phân tích đọc sơ đồ chứ không phải đi qua liên quan gì vào cái thực tế hay liên quan vào cái phần đi sâu vào cảm biến hay đi sâu vào cái phần hệ thống. Thì sau này chúng ta học về hệ thống thì chúng ta sẽ thấy được nó cái phân tích sơ đồ này rất là hay. Thì chúng ta hôm nay chúng ta đọc để chúng ta biết được cái chân số 7 là chân gì đã. Nó không phải ở xe này thì nó là chân số 7, ở xe khác nó là chân số khác, đúng không ạ? Nên là chúng ta có thể đảo ECM cho nhau thoải mái, chúng ta chỉ biết tác dụng của chân đấy thôi. Được chưa? Rồi. Thì tiếp theo, nếu mà chúng ta thấy là gì, khi dơ le bơm xăng không chạy thì đo chân số 7 mà không có 12V thì chúng ta phải kiểm tra lại nguồn, đúng không ạ? Còn nếu mà ở đây có 12V rồi ấy mà mãi không thấy nó dập mát ấy thì là ECM đi rồi, được chưa? Như vậy thôi.
không không đi sâu. Rồi thì tiếp theo chúng ta lại quay lại chân số 7 xong rồi, chân số 8. Đây, chân số 8 này, start main. Đây, chân do ESM điều khiển đối mát cuộn hút của relay khởi động. Rồi, chân số 7 vừa nãy chúng ta đã thấy được là gì? Chân số 7 nó là dập mát cho relay bơm xăng. Thì tiếp theo cái chân số 8 này nó lại trở thành là gì? Chân dập mát cho relay khởi động. Đúng rồi. Chân số 8 đây. Thế bản chất như vậy. Thì thôi, cái này chúng ta sẽ cái này nó không chú thích ở đây nhỉ. Chân này nó không chú thích. Ví dụ như á, mọi người để ý chân số 8 này, nó dập mát cho relay bơm xăng. À relay khởi động đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy được là gì? Ngày xưa ấy, như hôm qua hôm trước em chia sẻ cho mọi người là gì? Chúng ta thấy được là khi chúng ta ở trên hệ thống cũ ngày xưa ấy, chúng ta là hàm hoặc hàm vá ấy, thì chúng ta bóp phanh ấn đề là gì? Là sẽ dập mát cho relay bơm xăng. Relay bơm xăng, được chưa? Đấy, thì bây giờ ESM nó sẽ dập mát thay vì chúng ta bóp phanh ấn đề để dập mát, thì bây giờ nó sẽ là gì? Lấy chân số 8 để chúng ta là gì? Nó dập do ESM dập mát. Thì bao giờ chúng ta cần điều kiện ấy, mọi người nhớ là ESM chỉ cần điều kiện là gì? Khi chúng ta nhấn công tắc bóp phanh bấm đề ấy, thì đủ điều kiện cho chân số 29 này. Thì em làm nhiều em thấy được gì? Đấy là tới công tắc khởi động. Thì chân số 29 này tự nhiên nó sẽ có xuất điện 12V ấy, thì nó sẽ gì? Nó sẽ gì? Dập mát, bắt đầu dập mát cho chân số gì? Chân số 8. Tức là gì? Mấy mọi người chuyển sang chân số 8 nhé. Chân số 8 này bản chất nó giống hệt như chân số 7. Là gì? Nó cần điều kiện ESM, nó cần điều kiện là gì? Điều kiện là khi chúng ta bóp phanh ấn đề, tức là đủ điều kiện cho nó, thì nó bắt đầu nó dập mát cho relay khởi động. Thì thay vì chúng ta ngày xưa là chúng ta điều khiển cái relay khởi động, đúng không ạ? Điều khiển trực tiếp bằng bóp phanh bấm đề, thì thay vì vậy bây giờ ESM nó điều khiển chúng ta là gì? Là dập mát cho cái relay đấy thôi. Hiểu như vậy thôi, được chưa? Còn cái phân tích nhà thực tế thì chúng ta sẽ đi vào hệ thống khởi động. Chúng ta chỉ hôm nay chúng ta chỉ cách đọc sơ đồ. Thì chân số 8 này nó cũng giống như chân số 7, nó phải có 12V nằm ở đây, thường trực nằm ở đây. Khi bật khóa điện lên nó phải có 12V. Và lúc khi đề ấy, nó về 0V, anh em nào cứ thử xem, được chưa? Khi đề anh cứ đo xem, đề chân này sẽ về 0V ngay, được chưa? Lúc đấy là gì? Nó dập mát cho cái chân này rồi. Cuộn hút bắt đầu hoạt động rồi. Cuộn hút bắt đầu sinh ra từ trường để hít cái tiết điểm để đóng cho cấp nguồn cho bơm xạ motor đề rồi, motor khởi động rồi, được chưa? Rồi. Chúng ta phân tích này, chân này nó không không khó nên chúng ta không phân tích sâu về nó. Tiếp theo. Chân số 9 PG. PG đấy, PG này, đấy mọi người để ý này, là chân này là chân mát chính của ESM, nó giống như cái nguồn của gì, lúc nãy là chúng ta nguồn đấy IGP đấy, thì bây giờ chúng ta phải có mát, có âm, có dương, đúng không ạ? Thì lúc nãy có dương rồi thì bây giờ chúng ta cần có mát, mát thì nó là sao? Thì chúng ta sẽ nhìn được ở trên này, nó là xanh xanh chọc hồng, được chưa? Màu dây là xanh chọc hồng, tức là mát của cả ESM ấy, mát nguồn của ESM ấy, thì nó đảo ngược vị trí thôi anh ạ. Ví dụ chức năng, hai cái chức năng nó khác nhau. Ví dụ bây giờ đóng relay bơm xăng thì nó lại thành đề lại thành bơm xăng, đúng không ạ? Nó rất là nó hai cái ngược nhau thôi, nó mới hiểu nhầm nhau thôi, không sao cả. Anh đấu kiểu gì cũng được. Rồi, thì mọi người để ý là gì? Chân số 8 lấy và chúng ta là chân số 9 đúng không ạ? Chân số 9 thì đây mọi người để thấy là gì? Nó là gì? Chân số 9 này, số thứ tự của nó là 9, đếm ở trên cái góc 33 chân này nó sẽ ra số 9. Từ 1 đến 9 này đúng không ạ? Số 9 chẳng hạn ở đây thì chúng ta biết được màu 9 đây, thì tiếp theo số 9 ở đây nó là gì? Trên sơ đồ nhìn đây nó ra mát thì tức là gì? Mát nguồn của cái ESM, mát nguồn của ESM, được chưa? Mát nguồn, nếu có chân này mát thì tất cả cũng đều ngừng hoạt động, chân mất ở chân này mất thì cũng đừng mất, tất cả đều ngừng hoạt động. Rồi nếu mà chân này nó mát thì đều là ngừng hoạt động nhé mọi người nha, vì nó không thiếu đủ âm đủ dương thì tất nhiên nó sẽ không hoạt động được. Thì chúng ta sẽ có màu dây là gì? Màu G sập P, đúng không ạ? Chúng ta không biết được G sập P nó là gì thì chúng ta lại tra bảng dưới thôi, đúng không ạ? G là màu lục ở Honda nó ghi màu lục nhé, nhưng nó bản chất nó màu xanh lá cây. Thì tiếp theo là sập P tức là màu hồng, thế thôi. Và như thế như vậy, chúng ta phải kiểm tra chân này nó phải thông với mát khung, thế là xong. Được chưa? Chân này nó thông với mát khung là xong, tức là đủ kín, đủ âm, đủ dương. Rồi. Tiếp theo này, chân số 9 nó xong rồi, chân số 9 nó rất đơn giản rồi. Tiếp theo này, những chân này bắt đầu mình phân tích nó mới hay này. Rồi, tiếp theo là IG này. Tiếp theo chân số 11 là chân gì? ESM điều khiển cuộn sơ cấp của mobin đánh lửa. Đấy, được chưa? Cuộn sơ cấp của mobin. Có nhiều anh em này hỏi thắc mắc cái chân này này, được chưa? Chân này rất là hay. Nó bắt đầu phân tích vào hệ thống. Phân tích hệ thống. Chân số 11 mọi người nhá, chân số 11 này bắt đầu này. Chân này là chân điều khiển của cuộn lửa, hay người gọi là điều khiển mobin ấy, được chưa? Điều khiển mobin. Thì bắt đầu mình phân tích sơ đồ này, phân tích sơ đồ bắt đầu thế nó hay hơn này. Thì lúc nãy là mình đi vào những cái hệ thống nó hơi khó hình dung, bắt đầu chúng ta đi vào hệ thống trực quan này.
Bắt đầu chân số 11, mọi người nhìn trên sơ đồ nó sẽ là chân số 11 này. Chân số 11. Đấy, để cho mọi người để ý này, tên của nó là gì? Y à 11 này, màu dây là gì? Y sọc bu, chúng ta không biết, chúng ta lại tra tiếp xuống dưới đây. Y sọc u, à y là màu vàng. Bu là gì đúng không ạ? Bu, đâu rồi? Nó là màu gì? Bu. Đấy, bu màu xanh. À đây màu xanh, được chưa? Thế là chúng ta sẽ quay lên chúng ta tra lên, à đây đúng rồi. Đây nó là màu vàng sọc xanh, thế thôi. Rất đơn giản. Và tiếp theo này, cái chân số 11 này rất là hay nhá mọi người đấy này. Nếu chân số 11 cái chân số 11 là khi bật khóa điện lên ấy thì chúng ta sẽ phải có 12V nằm ở đây. Thường trực 12V nằm ở đây, được chưa? Thường trực nhá, nhiều anh em đo điện áp đỉnh ấy. À, vâng có anh ạ, cái này sau hết cái chân này em sẽ nói à, lên. À chân số 10 có anh hỏi chân số 10 đúng không ạ? Anh nhìn này, anh nhìn ở trên này nó sẽ không có chân số 10 nhá, chân trống, nó trống này, trên cái hình ô góc bên trái em nhìn này, nó sẽ bị trống nhá. Nó sẽ bị trống nên là tại sao không có chân số 10 nhá anh hỏi ấy, rất là hay. Được chưa? Không có chân số 10. Thì tại sao ấy? Là vì nó trống cái chân đấy rồi, nó không có chân đấy nên là chúng ta không phân tích chân đấy. Thì chúng ta phân tích ở chân số 11, thứ nhất là chân số 11 nằm ở đâu, là vị trí nào, tác dụng ra làm sao, thì chúng ta nhìn ở chân 33 chân đấy. Cái phần 33 chân này, chúng ta nhìn được a à, chân số 11 là chân này. Tiếp theo chân số 11 này là cái gì? Thì nó là điều khiển này, chúng ta không cần quan tâm nó là cái gì cả, chúng ta nhìn trên sơ đồ nguyên lý này. À đây nó là cuộn đánh lửa, tức là nó điều khiển cái điều khiển đi dập mát cho cuộn đánh lửa. Được chưa? Cái chân này luôn luôn anh bật khóa điện lên nó phải là 12V nhá. Nên ví dụ như chúng ta mất điện cao áp ấy, chúng ta phải kiểm tra ngoài các cái kiểm tra khác, chúng ta không phân tích vì chúng ta đang phân tích chân số 11, thì chúng ta phải phân tích chân này nó phải có 12V, thường trực 12V khi bật khóa điện lên, tức là bật khóa điện on lên cái là phải có 12V nằm ở đây, được chưa? Vì mô bin ở đây chúng ta sử dụng là mô bin dương chung rồi, không phải mô bin mát chung nữa, nên mọi người phải để ý nhé, thật để ý nhé, được chưa? Thật để ý cái phần này, à, mô bin dương chung. Thì sau chúng này ta học về hệ thống đánh lửa, chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về sơ đồ. Thì mọi người đấy này, chân này nó phải có 12V thường trực ở đây. Thì nhiều anh em mà muốn đo điện áp đỉnh ấy thì ra lấy cái đồng hồ thôi, và chúng ta cho mấy con linh kiện và con tụ điện và con diốt vào đây là xong rồi. Là chúng ta đo được cái chân điện áp đỉnh của cái mobin này. Bản chất là gì? Khi chúng ta nổ cái anti nó phải trên 100V trở lên. Được chưa? Thì chúng ta để kiểm tra được chất lượng của cái cuộn hút, à cuộn hút à cuộn sơ cấp ở trên này. Thì chân này chúng ta sẽ thấy được là gì? Nếu chúng ta đo ở đây ấy, đo bằng cái đồng hồ của chúng ta ấy, chúng ta sẽ không thay đổi được nhiều, nó không nhìn nhận được vì nó nóng đánh được quá nhanh và nó sinh ra cái dòng Fugo. Thì chúng ta muốn đo được cái chân này chúng ta phải đo bằng cái bộ đo áp đỉnh, chúng ta có thể tự làm được. Chả có cái gì cả, mua cái con tụ điện nó khoảng 600 bao nhiêu volt đấy trở lên, điện áp nó lớn 600 đến 800 volt. Điện tụ không phân cực và con diode một con trở khoảng 1 mê, 1.5 hôm trước ấy, được chưa? À cái sơ đồ này thì thực ra chia sẻ cho mọi người thôi, không phải nét đâu anh nhá, vì sơ đồ này để anh phân tích thôi. Vì em chia sẻ cho mọi người cái phần file mềm rồi, mọi người không tải về ấy, thì em phải chia sẻ bằng file ảnh thì mọi người tải cho dễ thôi. Thực ra em chia sẻ file mềm rồi, mọi người không tải được về thôi. Mọi người chưa biết cách tải nên là nó mờ thôi. Thực ra em chia sẻ trên này thôi, nó để mọi người cái phương pháp đọc đã, còn cái việc mà nét này rõ thì chúng ta sẽ có thể chúng ta nhìn trên sơ đồ bằng điện thoại, hoặc chúng ta in sơ đồ bằng cách là chúng ta mua những cuốn tài liệu, cái tài liệu, hoặc là mua những bức tranh to treo ở nhà ấy, nó dễ. Được chưa? Thì chân số 11 này là cái chân này, nếu ở đây nhé, nhiều anh em là em phân tích lại này, nếu mà nó bị mất cao áp ở buji thì ngoài cái việc mà kiểm tra CKB hay những cái phần khác thì tôi không để ý nhé. Chúng ta phân tích ở chân số 11 này thì chúng ta phải thấy là gì, luôn luôn có 12V nằm ở đây. Nếu không có 12V đây thì chúng ta phải kiểm tra lại đầu nguồn, tức là gì, nguồn của cái đây chân này, đây ví dụ như này, đây đầu này và chạy vào đây, đen sọc trắng này có 12V chưa chẳng hạn đấy, chúng ta phải kiểm tra chân này. Chân này nguồn 12V chưa? Và tiếp theo là chân này nó từ đây nó chạy về đây nó có 12V chưa? Thì lúc đó chúng ta kiểm tra. Nếu mà ở đây đủ có 12V rồi mà không có điện cao áp ấy, thì chúng ta kiểm tra phần khác. Ra phần không phân tích sâu. Do không phân tích sâu ở đây, ta chỉ phân tích vào mạch sơ đồ thôi, được chưa? Còn anh em là cứ vội phân tích sâu ấy thì nó sau, được chưa? Chúng ta sẽ học về phần đấy. Vâng, anh em nào cần thì cứ gửi inbox cho em sẽ gửi cho. Vì ở trên Facebook không gửi được cái link đấy, không gửi được file đấy, bắt buộc phải gửi đường link hôm trước thì mọi người không tải được, khó tải. Thì em ai cần thì inbox cho em, sau tí nữa hết live stream thì mọi người inbox em sẽ gửi trực tiếp cho mọi người, được chưa? Sau những buổi hôm nay thì mọi người thấy chưa, nghỉ cái này làm chút nhỉ. Sau buổi hôm nay mọi người thấy nó sơ đồ nó dễ đọc hơn chưa, bức tranh này mọi người nhìn thấy nó dễ hơn chưa, được chưa? Dễ hơn chưa? Đó điện áp đỉnh à? Vâng, ok anh, cái đấy vài cái linh kiện đơn giản thôi mà. Sau những buổi sau nữa thì chúng ta còn làm được những cái bộ kiểm tra CKB cơ, đơn giản nữa. Hôm trước em chia sẻ là có mấy chục nghìn thôi, được chưa? Rất nhiều anh em đang bán hàng trên mạng thì thực ra là rất đơn giản thôi. Em chia sẻ thôi, chẳng quan trọng. Đó, rồi. Thì mọi người để ý này, có cái phần này hôm nay em chỉ hỏi là mọi người thấy hôm nay phần hôm nay nó dễ hiểu hơn hôm qua chưa? Ví dụ như cái sơ đồ mạch điện này mọi người thấy nó có tác dụng chưa? Thực ra là em muốn chia sẻ cái này rất là sâu, nhưng mà thực tế là gì? Nó có giới hạn là vì online.
đây là không trực tiếp được mọi người. Nếu mọi người trực tiếp ở đây thì mọi người sẽ hỏi đáp rất là nhanh, rất là nhanh, thì em sẽ gửi được chia sẻ được mọi người đó đấy, nó cụ thể hơn. Còn ở online thì nó, mọi người như của lúc nãy anh có anh nói là thì nó chỉ là chém gió tất cả mọi thứ thôi, đúng đúng không ạ? Rất đơn giản, thì chúng ta học trên này thôi mà, miễn phí mà, xem thoải mái, không có gì cả. Vâng, thì chúng ta lên đây chia sẻ thôi, không sao cả. Em thì em không có cái gì mà chuyên sâu hay gì cả, chỉ cái đơn giản dễ hiểu cho mọi người thôi, biến cái khó thành cái dễ thôi. Vâng, biến cái khó thành cái dễ thôi, chứ làm gì phải phức tạp hóa lên. Còn nếu mà thích chơi công nghệ thì em chả ngại gì cả. Công nghệ thì em chả ngại có cái việc gì cả, thực ra là nó rất là bình thường. Thì mọi người thích công nghệ ấy, thì mọi người chỉ cần mua công cụ là xong thôi. Mua công cụ thì bên công nghệ người ta, bên công công cấp công cụ ấy thì người ta lại hỗ trợ, được chưa? Chả có gì cả. Công nghệ thì em khá là nhiều, chả thua ai cả. Nhưng mà đây chẳng phải là mình ngồi lên đây mình ngồi nói chuyện những cái việc đấy, được chưa? Cái việc mà đây em chia sẻ một cái cực kỳ đơn giản, cơ bản nhất cho mọi người thôi, được chưa? Cơ bản nhất cho mọi người, rất dễ hiểu thôi, chứ không làm cái việc gì nó khó lên đấy, được chưa? Vâng, đúng không anh? Nếu mà đời này nó mua pin dương chung ấy thì nó phải sử dụng là hai cái dây, tức là có phải luôn luôn có 12V nằm đấy, được chưa? Còn khi nổ máy lên rồi thì chúng ta sẽ đo được là nó phải dùng sử dụng bộ đo áp đỉnh đo. Còn đo chân đấy thì muốn đo nữa thì chúng ta có thể sử dụng bộ hiển thị sóng. Hiển thị sóng sin ấy, nhiều anh em nào đã sử dụng bộ hiển thị sóng chưa? Hiển thị sóng thì chúng ta sẽ đo được điện áp đỉnh, rồi đo được tần số kim phun, thời gian phun, chúng ta sẽ nhìn được ở trên đấy. Hoặc là chúng ta sửa rất nhiều thứ, cảm biến TP rất là, hoặc cảm biến MAP hay tất cả các cảm biến thì chúng ta đều làm được ở trên, nếu chúng máy có máy chẩn đoán. Vâng, tí nữa thì em chia sẻ cho mọi người cái đường link của cái YouTube của em. YouTube của em thì mọi người có thể là vào đấy mọi người đăng ký, như lúc nãy em chia sẻ thôi, mọi người vào đấy đăng ký rồi thì biết đâu em lại kiếm được tiền từ đấy. Cảm ơn mọi người. Em chia sẻ trên YouTube của em rất là nhiều, tìm của em rất là khó. Vâng, anh có nhìn trên đấy nó có cái từ viết tắt ấy, từ viết tắt thì mình không quan tâm nhiều đâu, mình chỉ quan tâm với nhìn cái số thứ tự của nó này, và nhìn thứ hai đấy, nhìn trên sơ đồ ấy, mọi nhìn đấy, nhìn cái em khoanh khoanh em thì nó sẽ thấy được là nó sẽ có đánh điều khiển cái mô bin, thì chắc chắn là đây, vì nhìn thấy đầu bên cạnh nó là đầu dương thì chắc chắn đầu bên này nó phải có 12V nằm đấy. Thì tại vì sao ấy, thì thực ra nó vâng, em có trung tâm sửa xe mà, em có cả cửa hàng mà. Có phải lý thuyết xuống đâu. Vâng, tí nữa thì bắt đầu đến chân 12, có một anh quan tâm, rất quan tâm đến chân số 12 đúng không? Chân số 12 mẹ phân tích cho một cái là rất hay. Đấy. Có nhiều anh em đừng về lấy 12V dí vào đấy nhá, xong lại bảo là thầy Hà chia sẻ là lấy 12V dí vào đấy nhá, xong này chết toi xem thì bắt đèn em nhá. Rồi, chúng ta bắt đầu ở chân số 12 nhá. Chân số 11 thì ok rồi, ok chân số 11 này, được chưa? Chân số 11 hơi khó phân tích vì nó không báo lỗi. Bây giờ chân số 12 bắt đầu báo lỗi này, em lại hướng dẫn mọi người một cái phương pháp này. Được chưa? Chân số 12. Rồi, em có xưởng nhá, không phải là em ngồi em chém gió một đâu. Cơ em làm được, được chưa? Nhưng em không, em thích công nghệ nên em đi về công nghệ thôi. Được chưa? Không phải chém gió suông đâu. Rồi, mọi người này, đây là chân số 11, chân số 1. À, mình đang phân tích chân số 12 đúng không? Chân số 12 này, chân số 12 bắt đầu hay này. Chân số 12 là tín hiệu. À, đây là CKP, CKP thì nó bình thường rồi. CKP thì thực ra là kiểm tra rất hay. Vâng, cái cách của em chia sẻ mọi người nó hơi khó một chút, là vì nó là một cái kiến thức nó hơi trừu tượng, nó vì là điện mà. Còn cái việc mà mọi người thích theo kiểu phương pháp làm ấy thì nó là phải là trực quan, chia sẻ theo kiểu dạng là phương pháp mà gọi là cách làm. Thì bao giờ anh em thợ cũng thích cách làm hơn, là vì cách làm nó dễ hiểu hơn, được chưa? Rồi, thì cái chân này là chân CKB này, được chưa? Chân CKB, chân nguồn của CKB. CKB này thực ra nó vẫn là sử dụng là phân tích, đang em phân tích trên xe lít nhá. Nó vẫn sử dụng cái CKB cơ khí ngày xưa, được chưa? Cơ khí ngày xưa sử dụng là loại 2 dây, và cái nguồn của nó là gì? Nguồn AC 2 dây về. Cái này chúng ta kiểm tra rất là dễ. Nếu chúng ta không có, nếu những cái đời xe cũ thì có phương pháp kiểm tra bình thường rồi đúng không ạ? Nhưng nếu mà những cái dòng xe có máy chẩn đoán này rồi, kết nối được máy chẩn đoán, chúng ta kiểm tra cực kỳ dễ con CKB này. Được chưa? Anh em nào mà chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán, chúng ta sẽ biết được cái CKB này lỗi, nhìn được ngay, không cần phải đo. Được chưa? Và thứ hai, nếu mà cần phân tích kỹ hơn nữa thì chúng ta có thể thử bằng cái nhiều phương pháp khác. Được chưa? Chúng ta sẽ nhìn được. Nhìn trên máy chẩn đoán có ngay tội gì chúng ta phải đo đúng không? Thay vì chúng ta phải tháo BMS ra để chúng ta đo kiểm thì mất thời gian của chúng ta, và chúng ta phải nhớ màu dây để chúng ta đo xem là dây nó màu gì. Đo thì đo phải nhớ thông số điện giá trị đúng không ạ? Rất là vất vả.
Thì thay vì như vậy thì chúng ta có máy chẩn đoán tội gì, cái kết nối với máy, chúng ta đọc ngay cái thông số mà mọi người nhìn thấy cái gì, vòng tua máy, được chưa? Cái vòng tua máy đầu tiên mọi người nhìn ở trên thông số của máy chẩn đoán ấy, mọi người nhìn thấy là gì? Vòng tua máy. Đấy, đọc lên khi mình đề khởi động lên mà thấy nó vòng tua máy nó tốt thì đi kiểm tra làm gì nữa, đúng không? Đúng rồi anh, đúng rồi. Đề đề khi đề lên ấy, khi chúng ta đề đề máy lên nó phải gì? Nó phải có vòng tua máy. Thế thôi, vậy như vậy thôi là chúng ta kiểm tra được nó có vòng tua máy rồi, còn nó vòng tua máy sâu à nó ít hay nhiều ấy, thì nó lại phải kiểm tra nữa. Vâng, cái này thì em không không đi sâu vào cái kỹ thuật về về cái thông số, được chưa? Em đây em chỉ nói là gì? Em chỉ nói là cái cách chúng ta kiểm tra nhanh nhất thôi, còn cái bài giảng của em còn không chi tiết bằng rất nhiều của trung tâm khác. Được chưa? Trung tâm khác họ chi rất chi tiết vào cái từng bài giảng của em thì phân tích theo kiểu cách hiểu thôi. Thì mọi người sẽ hiểu dễ hơn bằng cách chúng ta phải đọc tài liệu. Đọc thì tất nhiên là mọi người có văn văn viết văn bản thì nó dễ hình dung, còn cái này thì nó hơi khó. Thì nhớ mọi người nhớ cái kiểm tra CKB này cực kỳ đơn giản, chúng ta thì kết nối với máy chẩn đoán. Cái phương đời cũ thì em không nói rồi. À, cái đời cũ em không nói nhá, đời cũ em không nói vì mọi người đều có cách kiểm tra rồi. Còn cái phương cái cách mới ấy, mà nhiều người ấy, cái này phân tích cực kỳ hay ấy. Em không muốn kể chuyện vì đây thì rất là nhiều mất thời gian của mọi người thôi. Còn đâu còn để mà phân tích cái này thì cực kỳ hay. Vì mọi người nếu cần thiết ấy, khi chúng ta đề máy lên ấy, khi mất cao áp chúng ta đề lên. Và ok anh, đó là cái thông số kỹ thuật. Còn em thì em ít khi kiểm tra thông số kỹ thuật lắm, em nhìn trên máy chẩn đoán thôi. Nhìn trên máy chẩn đoán em biết ngay. Nếu nó không trên máy chẩn đoán thì lúc đấy em sẽ phải kiểm tra cái thông số kỹ thuật như của anh ấy. Và đầu tiên chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán nó dễ hơn là chúng ta phải đi đo, được chưa? Cách nào dễ thì ta làm, cái tội gì ta đi phải làm khổ với chả. Thì đầu tiên chúng ta thì không thấy cao áp thì chúng ta sẽ thấy được là gì? Đo hơi khó à? Không khó lắm đâu anh ạ. Thứ nhất là anh sẽ kiểm tra cho em là gì, trên máy chẩn đoán có chưa? Và thứ hai nữa kiểm tra cho em tại cái gốc của ESM, chúng ta có thể kiểm tra bằng nhiều cách, được chưa? Đo điện áp, hoặc thứ hai chúng ta sử dụng bằng đèn led nó đo cũng được. Rất nhiều người ta chia sẻ rồi, cái này thì thực ra nó rất là lâu rồi mọi người sử dụng, vì nó điện áp nó rất là nhỏ, 1-2V thôi mà, đèn led chúng ta sáng lên là bình thường, là chúng ta biết được nó sống rồi. Không sao đâu ạ, hỏi cho mọi người mới hỏi là mới giao tiếp được với nhau nhiều, nhiều anh em mà chưa hiểu được, được chưa? Rồi thì đây mọi người nhé, em không đi sâu vào phần này, em sẽ kiểm tra bằng cách làm hướng dẫn mọi người bằng cách là chúng ta kết nối máy chẩn đoán, chúng ta nhìn được máy vòng tua máy. Khi chúng ta đề ấn đề máy lên này, chúng ta sẽ phải nhìn được vòng tua máy, thì chúng ta bỏ qua cái phần này đi, đừng kiểm tra nó nữa, được chưa? Nếu nó mất cao áp ấy thì chúng ta sẽ, khi chúng ta nhìn thấy là gì có vòng tua máy rồi thì không kiểm tra CKB, kiểm tra chân khác, kiểm tra tín hiệu khác, được chưa? Như vậy thôi. Còn em không đi sâu về đo, em không hướng dẫn về đo cái này đâu, được chưa? Đo thì rất nhiều phương pháp đo, cách làm thì mọi người nhìn thấy gì trên YouTube rất là nhiều người chia sẻ cách làm rồi. Hoặc là chúng ta có cách nhanh nhất là chúng ta thấy là gì, có một cách anh Tiến Bình Dương ấy, anh Tiến Bình Dương anh chia sẻ là gì, lấy đèn led ấy, thực ra cái đấy cũng có lâu rồi, không phải gì cả, nhưng anh hôm nay anh chia sẻ lên em thấy là rất là hay, không có đây gì cả, rất nhiều, không sao cả, có phải gì đâu, mỗi người một cái ý tưởng, mỗi một ông thầy có một cái cách làm việc khác nhau, đúng không ạ? Rất là nhiều. Còn em thì thường em là phân tích trên máy chẩn đoán rồi. Ok, tiếp theo này chúng ta sẽ chuyển sang chân số 14. Chân số 14 là chân tín hiệu của từ cảm biến nhiệt độ khí nạp, tức là tín hiệu input. Thì cái này em sẽ không phân tích sâu về cảm biến nhá, em chỉ phân tích về cái phần sơ đồ mạch điện, được chưa? Thì sau những buổi sau phân tích về cảm biến này em sẽ nhìn thấy cho mọi người biết được là gì, khi nào là đứt dây và khi nào ấy, khi nhìn trên máy chẩn đoán nhìn biết ngay, được chưa? Thì đây chúng ta sẽ phân tích trên sơ đồ này, khi nào đứt dây nhá, em nhìn trên máy chẩn đoán biết ngay khi nào đứt dây và khi nào bị chập, được chưa? Cái này thì em phân tích trên máy chẩn đoán cực kỳ hay rồi. Chúng ta khi nhìn trên máy chẩn đoán ấy thì nếu mà chúng ta không có máy chẩn đoán thì chúng ta lại phải đo, thì chúng ta phải đo kiểm, đúng không ạ? Đo kiểm thì chúng ta lại phải nhớ thông số, rồi chúng ta lại phải nhớ màu dây. Thì thay vì như vậy thì chúng ta có máy chẩn đoán, chúng ta kết nối được với nó. Thì tại sao ấy, em nói là trong một, xem là trong đây có 1 2 3 4 cảm biến này, thì trong những buổi sau thì mọi người sẽ có những cái phương pháp để kiểm tra những cảm biến này cực kỳ đơn giản và nhanh, không phải nhớ một cái thông số nào cả. Được chưa? Không phải nhớ một thông số thôi. Em nói không phải nhớ một cái thông số nào nhá. Được chưa? Khẳng định là không phải nhớ đâu. Mọi người cứ nhìn bằng cách nào mà, nhưng mà mọi người phải có công cụ để kiểm tra, chứ không em không hướng dẫn mọi người cách đo. Được chưa? Đo thì mọi người phải nhớ thông số, nhớ màu dây cực kỳ nhiều. Em thì em không khuyến khích mọi người đo. Mọi người phải làm hiểu cái bản chất, vì em online thì không thể nào đo được, nhìn trên máy được, nhìn trên máy chẩn đoán bằng phương pháp phân tích lỗi. Thế tại sao nhiều anh em bảo là nhìn trên máy chẩn đoán chả hiểu gì cả? Thì chính là chúng ta đang thiếu một cái là đọc sơ đồ, tìm kiếm sơ đồ, đọc sơ đồ. Và thứ hai là mọi người là phân tích thông số hiện hành trên xe, thì chính là mọi người đang thiếu. Vì thiếu là tại sao em nói là gì? Em nhìn trên máy chẩn đoán em biết ngay là cái dây này, cảm biến này bị đứt hay bị chập, hay là bị cái cảm biến này bị sai giá trị, thì nhìn trên máy chẩn đoán biết ngay. Thì cái cảm biến này liên quan đến cảm biến nhiệt độ là chúng ta đang nhìn ở trên bên số 14. Em chỉ phân tích như vậy thôi. Được chưa? Em phân tích sơ đồ, hôm nay buổi này phân tích sơ đồ, em không đi sâu vào cảm biến, mọi người lại bị rối, được chưa? Chúng ta sẽ từng phần một. Mỗi hôm chúng ta hiểu chắc một ít còn hơn là chúng ta cứ học lan man. Em không khoe công nghệ gì cả đây cả. Cứ đơn giản nhất để cho mọi người cùng hiểu.
Còn nếu mà để chiến công nghệ thì em chẳng ngại ai cả, thấy chưa? Còn ai thích công nghệ thì cũng được, em chẳng ngại công nghệ với ai cả, thấy chưa? Nhưng mình không thích ở đây, cái việc ở đây mình làm cho mọi người là thấy nó rất đơn giản thôi, đơn giản nhất để mọi người thấy nó thấy quá bình thường, được chưa? SM nó giống như con người, nó hiểu một cách đơn giản nhất thôi. Thì đây là chân số 14 là chân TA, tức là gì? Nó có màu dây này, mọi người nhìn này, màu dây này. Chúng ta phân tích nhá, phân tích cái sơ đồ là nhìn thấy sơ đồ, em chẳng cần nhớ là nó là cái gì, em phân tích sơ đồ này. Thứ hai nhất này, chân số 14 là chân AT, tức là gì? Em nhìn thấy đường dây nó chạy ra này, màu dây đây này, màu dây em không nói nữa nhá, chúng ta biết cách tra rồi. Thì chúng ta nhìn màu dây, chúng ta màu dây chạy đây, đây A đây là cảm biến gì? IAT, nó là chân số 9, cảm biến IAT chân số 9, được chưa? Chúng nó thì bản chất nó một con biến trở. Đấy. Biến trở này là biến trở nhiệt. Khi nhiệt tác động vào nó sẽ thay đổi giá trị điện trở. Đấy, thì tiếp theo là mọi người nhìn thấy một đường dây nó chạy vào đây, chạy qua cảm biến và tiếp theo nó chạy vào đâu? Chạy vào đâu? Chạy vào đâu? Chạy vào đâu? Chạy vào chân mát thì chắc chắn là chân này nó phải cấp dương ra. Được chưa? Mọi người tin không? Mọi người thử xem. Em chẳng cần phải nhìn nhớ phải nhiều nhưng mà nhìn trên sơ đồ em biết ngay. Thì tại sao ấy? Thì nhìn trên sơ đồ này, mọi người nhìn này. Đầu này nó gì? Nó chạy vào đây, chạy vào đây, chạy vào đây, chạy vào đây, chạy vào đây. Chạy vào đây, chạy vào đây, chân này chân là chân mát đúng không? Chân số 4 lúc nãy em giới thiệu mọi người là chân số 4 là chân mát. À, chân số 4 là chân mát. Đúng rồi, chân số 4 là chân mát. Chân số 13, anh nào hỏi chân số 13, chân 13 là không có nhá. Chân số 13 không có. Được chưa? Chân số 13 là không có mọi người nhá, chân số 13 không có. Mọi người nhìn ở trên ấy, người nhìn ở trên cái chân nào không có thì em sẽ bỏ qua. Không phải là lần lượt đâu. Thôi, cái này em sẽ giải thích sau nhá, chúng ta học từ đến chân nào thì chúng ta học chân đấy nhá. Rồi, thì cái nào em sẽ trả lời sau, được chưa? Trả lời sau. Thì mọi người để ý này, khi chân số 14 này em sẽ nhìn được là gì? Tại sao em biết được nó là cấp dương ra ấy, cấp cái nguồn điện dương ra ấy? Thì chúng ta nhìn đây này, nhìn đây, nhìn đây. Chạy vào đây và nó chạy về mát thì chắc chắn ở đây phải cấp dương, thế thôi, một cái mạch điện là như vậy thôi, cơ bản là như vậy đã. Đừng phức tạp hóa lên, đừng phức tạp hóa lên, được chưa? Đơn giản như vậy đã. Rồi, chân số 13, 14 này sau này em sẽ phân tích sâu hơn về phần cảm biến, em phân tích cho mọi người là nhìn trên máy chẩn đoán nó báo nhiệt độ bao nhiêu, báo như thế nào, biết ngay là đứt dây không đứt dây, nhìn được ngay. Mọi người tin không? Rất là dễ, sao mọi người cũng làm được mà. Em sẽ chia sẻ với mọi người. Thì chúng ta sẽ nhìn được trên máy chẩn đoán nó sẽ báo nhiệt độ, và cái nhiệt độ này thì mọi người sẽ em lại sẽ chia sẻ cho mọi người một cách là chúng ta không phải nhớ về cái thông số của này. Rất nhiều anh em đo dạy chúng ta phương pháp là đo cái thông số này rồi đo cái màu dây này. Thì sau những cái buổi ngày hôm nay trở đi ấy, thì mọi người sẽ thấy là gì? Trong cái bộ ba cảm biến này chúng ta đã không cần phải nhớ cái từng cái chân của bộ ba cảm biến này là gì. Được chưa? Từng cái chân cảm biến là gì? Chúng ta chỉ nhìn trên sơ đồ mạch điện này thôi, chúng ta sẽ nhìn được cái màu dây ra là chúng ta biết được cái thứ tự chân của nó nằm ở đấy. Chúng ta không cần thiết phải đi mở cái sơ đồ tìm cái tài liệu, tìm cái cuốn tài liệu, tìm đúng cái trang đấy để chúng ta tìm đúng cái chân đấy, đúng không? Rất nhiều tài liệu chúng ta vẽ, chúng ta biết là chân bộ ba cảm biến này, chân số 1 là chân tín hiệu IAT, chân này rất là nhiều dây, rất là tốt, không sao cả, nhưng mà mọi người lại phải mất công mọi người đi tìm. Thì thay vì như vậy, chúng ta nhìn trên bức tranh tổng thể này, chúng ta sẽ có luôn cái bức tranh đấy. Chúng ta chỉ nhìn thấy màu dây, ví dụ như là báo lỗi cảm biến IAT, đúng không ạ? Thì thay vì chúng mọi người phải đi tìm xem cái chân này nó là chân số bao nhiêu, màu dây gì, đúng không ạ? Thì thay vì như vậy, chúng ta nhìn trên xem cái bức tranh tổng thể chúng ta này, chúng ta nhìn được chân số 14, được chưa? Rồi, nó là chính là chân IAT, nguồn này, đúng không ạ? Cảm biến IAT. Thì chúng ta sẽ nhìn được màu dây này, đúng không ạ? Màu dây trắng sọc xanh, thế thôi. Như vậy là chúng ta đã biết được ngay nó ở chân này, vị chân số bao nhiêu thì kệ nó, đừng quan tâm là nhớ là gì. Trên bộ ba cảm biến chân số 1 là chân nguồn, chân số 2 là TP, chân số 3 là MAP, chân số 4 là IAT, không cần nhớ, được chưa? Em thì phương pháp của em không nhớ, nhìn trên sơ đồ có ngay, bỏ qua cái kinh nhớ, được chưa? Chân số 14 là gì? 12V á, anh đo lại nhá. Mai anh có thể đo lại. Được chưa? Mai anh có thể đo lại. Rồi. Ở đấy thì cái phương pháp thôi, mọi người nhìn tại sao là 12 hay là bao nhiêu vôn ấy. Cái không quan trọng nhỉ. Anh cứ nhìn cho em cái chiều dòng điện đi đã. Còn cái việc mà xe này xe kia hay là gì thì 12V, 13V hay 5V không quan trọng, được chưa? Thì chúng ta chỉ cần nhìn cái phương pháp là chúng ta nhìn được cái sơ đồ đã. Hôm nay đọc sơ đồ mà, cần thiết thì phải chính xác đâu anh. Nhìn sơ đồ đã, cái biết là gì, cái nguồn điện là xem nó cấp ra hay là gì, do hay là gì, cái nguồn điện nó gì ở ngoài cấp vào xem để xem dập mát. Đấy là cái phương pháp mình nhìn cái sơ đồ đã, được chưa? Đấy phương pháp đã anh nhá, anh Phan Hào nhá, được chưa? Đấy là cái phương pháp làm đã, chúng ta đừng đi chi tiết, đừng chi tiết, bởi vì chúng ta chỉ học chi tiết không quan trọng, được chưa? Chúng ta sẽ học chi tiết vào cảm biến này cơ, cảm biến này nó sẽ chia sẻ rất là hay. Rồi, chân số 14 đúng không ạ? Tiếp theo chân số 14 xong rồi chúng ta sẽ chuyển sang chân số 15, SCS. Lúc đấy có anh nào anh nói là gì, chúng ta xóa lỗi thủ công, cài đặt thủ công đúng không ạ? Thì ở đây này chúng ta sẽ nhìn được ở trên cái sơ đồ này, đấy, sơ đồ là chân số 15 này, sơ đồ ví dụ như chân số 15 nó sẽ có cái chân SCS ấy, anh em nào xóa lỗi thủ công ấy lên trên mạng ấy hay là gì, nhiều anh em là cứ chân số 1, chân số 3, chân số 1, số 4 gì đấy em không nhớ đâu, nhưng mà mọi người cứ nhìn trên sơ đồ ấy, em chẳng cần quan tâm nó là chân số mấy,
Thấy không? Biết đâu ông nào ông đảo dây rồi thì sao? Cứ số 1, số 4 cắm với nhau nổ toi e xe mà. Đúng không? Thế chính đây là cái cách mà chúng ta đọc sơ đồ luôn này. Ví dụ anh nào thích mà đây chân SE nhé, chân số 15 là chân SE, tức là chân xóa lỗi thủ công. Nó là màu nâu và màu xanh. Thì em chẳng cần biết nó là chân số bao nhiêu, nhưng em nhìn thế này em biết đó là gì, chân này chân xóa lỗi thủ công. Và nó ký hiệu đây là nối tắt với nhau này. Đấy nhá, em cũng phân tích trên sơ đồ này. Em chẳng còn quan tâm là chân, nhiều anh em chia sẻ là cứ phải chân số 1 nối với chân số 3 hay chân số 4 thì em không nhớ đâu. Vì thực ra em không muốn mọi người phải nhớ cái đấy. Thì nhìn trên sơ đồ này mọi người nhìn này. Có lúc nãy có anh nào hỏi, anh nào hỏi là gì? Chân em muốn xóa lỗi thủ công với cả gọi lỗi thủ công đúng không? Thì đây, thì chân chính là chân này, chân số 15 này chính là chân xóa lỗi thủ công này, được chưa? Và chúng ta sẽ nối với chân 2, tức là chân nối với chân mát, hoặc là nối không nối với mát của chân số 2 thì chúng ta nối mát khung đều được, chả quan trọng, chả vấn đề gì cả. Được chưa? Đều nó mọi người để ý nhìn này. Ở đây nó chỉ thị cho chúng ta thấy được là gì, cái nó là nối với nối đất rồi, dây để dây nối đất. Đấy chúng ta thì nhìn đấy. Đấy, rất đơn giản thôi. Chúng ta thích thì chúng ta lấy chân số 15 này, chân màu nâu này. Đấy, chân màu nâu. Màu nâu. Biết đâu chúng ta cứ nhìn nhớ theo kiểu máy móc là chúng ta nhiều người chia sẻ cho mọi người là nối chân số 1, chân số 3. Thì biết đâu gặp may cả ông thợ nào ông ý chơi ông ấy đổi dây thì cắm 1 số 3, cắm số 1 này. À, cắm này đổi mất cái dây của cái màu dương này với chân ca lai này, em cắm một cái thì thôi đi luôn, cụ đi. Lúc đấy thì chắc là cũng phải mất tiền đấy. Được chưa? Đấy là cái phương pháp chúng ta học theo cách hiểu, đừng học theo máy móc, được chưa? Chân số mấy thì kệ nó, trên sơ đồ nó chú thích rồi, nhìn được hết, được chưa? Chân số 15 đấy, chúng ta cần thích xóa lỗi thủ công thì ta nối tắt hai dây này. Nếu dây này nó bị đứt chân mát này rồi ấy, không được ấy, thì chúng ta nối với ra mát khung, không sao cả. Nó ký hiệu chúng ta biết đây là chân chân này nối mặt đất rồi. Vâng, đúng rồi anh. Nó chỉ có 5V thôi, tất cả cảm biến đều 5V. Đấy, nhưng mà không quan trọng anh ạ, kệ không sao, không quan trọng. Thì chúng ta sẽ chỉ hôm nay chúng ta đọc sơ đồ thôi, có liên quan đến cảm biến thôi, được chưa? Phương pháp đọc sơ đồ. Mọi người nhớ nhá. Mạng tốt anh ạ. Mọi người nhớ nhá, chúng ta những buổi này chúng ta chỉ đọc sơ đồ thôi chứ không liên quan gì chúng ta đọc về cái thông số, được chưa? Không liên quan thông số. Đấy. Đây là một cách chúng ta đọc sơ đồ. Đọc sơ đồ. Đấy, đây là chúng ta không quan tâm đi sâu vào đó đâu. Rồi tiếp theo này. Mọi người có thắc mắc chân số 15 không? Chân số 15 này có thắc mắc gì không? Rồi, bắt đầu chân số 16 này, 12 này. Rồi, chân số 16 là chân do ECM điều khiển nối mát cho cuộn hút của giật bô của kim phun, đúng không ạ? Kim phun nghe rất hoành tráng. Cái này mà bị lỗi này thì nó sẽ bị chân số 16 bị lỗi, nó sẽ báo lỗi mã lỗi 12, tức là mã lỗi kim phun và có ký hiệu là không nổ máy được. Mọi người nhìn thấy chưa? Không nổ máy được. Đấy. Không nổ máy được. Bắt đầu phân tích chân số 16 nha, cực kỳ hay này. Có lúc nãy có anh nào hỏi là dí 12V vào đây có bị chết ECM không ấy, thì bây giờ trả lời này, được chưa? Bắt đầu chúng ta đi vào phân tích chân số 10 phân tích chân số 16 nhá. Chân 16 cực kỳ hay này. Khá mất tiếng rồi. Vâng, đúng rồi anh. Cứ đọc sơ đồ là ra được hết. Em mọi người cứ nhìn sơ đồ là ra được hết, được chưa? Không phải cao siêu gì cả, cứ nhìn sơ đồ là ra. Trong này nó có hết. Mọi người không khai thác được nó ra thôi. Cách thế tại sao em muốn nói mọi người là khó khăn giai đoạn đầu thôi, chỉ có vài ba buổi thôi, mọi người sẽ thay đổi từ từ cái suy nghĩ của mọi người, nó sẽ không phải nhớ nhiều lắm, được chưa? Rất là dễ mà chúng ta làm việc theo phương pháp tư duy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ phân tích chân số 16, đúng không ạ? Chân số 16, chân điều khiển kim phun. Mọi người nhìn cho em chân số 16 này. Đấy, ký hiệu tên của nó là ING, tức là injector tức là kim phun. Thì mọi người sẽ thấy được ở đây nó sẽ là gì? Cái báo mã lỗi 12 và thứ hai nó có cái dấu ngoặc này là cái gì? Dấu ngoặc này là cái gì? Mình chả hiểu nó là cái gì cả, đúng không ạ? Thì bắt đầu mình xuống xem xuống dưới chú thích. Nó ghi ở đây là dấu ngoặc này nó chính là gì? Động cơ không khởi động được. Đấy thôi, như vậy thôi, rất đơn giản, nó chú thích ở dưới thôi mà. Mình không hiểu cái gì mình xem chú thích ở phía dưới thôi, được chưa? Chân số 16 là gì? Là gì? Lỗi kim phun, mã lỗi kim phun. Và tiếp theo là gì? Nó không khởi động được. Đúng ạ, lỗi kim phun rồi thì làm sao mà khởi động được? Đúng ạ? Rất là hay. Thì chân số 16 này bắt đầu phân tích này, cực kỳ hay. Được chưa? Phân tích thêm một chút nhá. Có hôm nay có anh nào anh hỏi ấy, anh nào hỏi nhỉ? Anh nào hỏi comment một cái nào. Chúng ta có trên này không? Anh nào hỏi có trên này không? Chúng ta cùng phân tích chân số 16. Đấy, tại sao em thích lừa nó được? Chân này không báo lỗi ngay, được chưa? Thì cả vứt kim phun đi em lừa nó không báo lỗi. À, được chưa? Anh nào nhỉ? Có anh nào hỏi không ạ? Có anh nào hỏi anh em comment một cái nào. Thì em giải thích luôn này. Hôm nay anh nào hỏi nhỉ? Hôm nay anh nào hỏi comment cái nào, em trả lời cho. Rồi bảo em hỏi anh hỏi gì đấy. À vâng, rồi ok anh. Em giải thích nhá.
Chân số 16 đúng không ạ? Chân số 16 anh hỏi là dí 12V vào đây có chết ECM không đúng không? Đúng không ạ? Nếu anh dí 12V thẳng vào đây và anh đề máy lên ấy thì là đi ECM. Được chưa? Hoặc là nếu mà nếu thì may ấy, thì là gì, nó chết chết cái kênh này thôi, chết kênh điều khiển kim phun thôi, còn nếu không thì nó đi ECM. Thì tại vì sao em muốn là gì? Đó. Cái này không quan trọng, báo tách em đang phân tích cái phần này. Ví dụ như này, tại sao em nói là nếu mà em ở đây này, nếu nó báo lỗi mà 12 đúng không? Bây em thích không, nó không báo lỗi thì cũng chả làm gì được. Muốn nó không báo lỗi được ngay. Thì tại vì sao ấy, mọi người nhìn này, chân số 16 này là chân điều khiển kim phun đúng không ạ? Thì giống như tất cả mọi thứ là gì, do ECM nó được dập mát thôi. Dập mát thì nên là gì, nó phải có dương ở đây. Thì luôn luôn mọi người phải đo ở đây là khi bật khóa điện lên nó phải có 12V. Được chưa? Và khi mọi người nổ máy này, mọi người vẫn đo bằng đồng hồ của mọi người, cái công cụ của mọi người ấy, đo bằng đồng hồ ấy, đồng hồ đo điện ấy, thì vẫn ở đây vẫn 12V, nó không hiện tượng gì xảy ra vì nó tần suất nó đóng ngắt cực kỳ nhiều, cực kỳ nhanh, nên là mọi đồng hồ mình không thể hiểu được. Anh em nào muốn đo được tần số kim phun này, tần suất kim phun, thời gian phun ấy, thì mọi người dùng sử dụng cái công cụ đó là máy máy gì, máy hiện sóng, máy hiện sóng này. Vâng, cái này thì em giải thích sau, dần 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 sẽ giải thích từ rồi. Thì anh em nào muốn đo cái tần suất, tần thời gian phun của cái kim phun này ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái máy là máy máy hiển thị sóng, hiển thị sóng, thì chúng ta sẽ nhìn được cái là gì, nó đo vì cái tần số của kim phun này rất là nhanh, tần số rất là nhanh, nên là chúng ta không thể nhìn đồng hồ, chúng ta không thể hiểu được. Nên muốn đo được nó ấy, thì mọi người phải sử dụng công cụ đặc biệt, đó là gì, chúng ta sử dụng cái máy hiển thị sóng, học sóng sin để chúng ta đo. Rồi thì tiếp theo này mọi người đấy này, thì tại vì sao ấy, đây là gì, nếu ECM nó dập mát cho nó thì chắc chắn là phải có dương đúng không ạ? Dương phải chờ đây có sẵn luôn luôn, mọi người nhớ khi bật khóa điện luôn luôn phải có 12V đây ấy. Tại vì sao ấy, thì mọi người nhìn cho em này, dòng theo cái dây điện của nó này, dây màu dây em không nói nữa nhá. Vâng anh Kiệt. Khát nước quá rồi à, khản tiếng rồi. Thì đây mọi người nhìn này, khi khi cái dây điện này, dây màu hồng này, dây màu điện như màu hồng, thì đây, em nhìn đây em biết ngay đấy, bắt đầu chạy qua kim phun đúng không ạ? Thì kim phun bản chất nó là gì, bản chất của nó chỉ là một cái cuộn dây điện thôi, tức là một cái lâm chấp điện thôi. Mọi người hiểu cái lâm chấp điện nhá, lâm chấp điện như một cái còi của mình thôi, một cái còi này, một cái dơ le của mình này, đấy chứ, nó rất đơn giản thôi, bản chất như vậy. Thì bắt đầu gì, nó chạy qua cuộn dây, chạy qua cuộn dây thì nó phải về đây, nó phải về gì, nhìn thấy dương chạy về dương thì chắc chắn nó phải chạy 12V, chạy qua cuộn dây chạy về đây thì bắt buộc nó phải có 12V đúng không ạ? Phải có 12V. Thì khi mà đứt ấy, khi nó báo lỗi mã lỗi ấy, báo mã lỗi 12 ấy, mọi người để ý này, thì đo chân số 16 có 12V không, hoặc đo tại hai chân của kim phun phải có 12V. Thì tại vì sao ấy, vì nó phải cấp nguồn cho cái chân này. Em rất muốn muốn chia sẻ những cái câu chuyện để về cái ban bệnh này rất là hay, nhưng mà nếu lúc kéo dài thời gian quá không không kịp, thì em không muốn chia sẻ câu chuyện nữa thôi. Rồi thì câu tiếp tục cái phần nốt cái phần này thì chúng ta sẽ chắc phải nghỉ ở đây thôi, cũng muộn rồi, 10 giờ rồi. Thì mọi người thấy là gì, cái kim phun này tại vì sao nó báo lỗi mã lỗi 12 đúng không ạ? Thì tại vì sao nó báo mã lỗi 12 mà em thích thì em sẽ cho nó không báo lỗi được 12 nữa. Tại vì sao ấy, thì mọi người cứ dí cho nó cái điện áp 12V đây này, được chưa? Dí điện áp 12V vào đây, nhưng đừng dí trực tiếp cái nguồn này, mà cái nguồn này vào đây 12V vào đây nhá, mà dí trực tiếp điện áp 12V ấy, thì để chúng ta không cho nó, chúng ta không để máy nó bật quá điện lên ấy, thì lúc đó nó sẽ không báo lỗi 12V nữa. Còn anh em nào thích đề ấy, thì chúng ta chỉ cần qua một cái thiết bị ở đấy, qua một tải ở đấy, nối qua 12V, nối qua một tải, ví dụ như là một cái bóng đèn led, một bóng đèn led thì anh phải qua món chở nhé, chở khoảng 1K đấy, thì anh nối vào thì anh dí thẳng vào chân số 16 này, thì sao, anh đề máy lên thoải mái, không bao giờ chết ECM và nó sẽ không bao giờ báo lỗi cho anh báo lỗi mã lỗi 12 nữa. Thì tại tại vì sao ấy, thì hôm trước em giới thiệu cho mọi người là gì, ECM nó chỉ hiểu điện áp thôi, nó không hiểu cái gì cả, không hiểu anh có kim phun hay không có kim phun, nó không quan tâm. Nhưng khi cái chân số 16 của anh mất điện 12V đây ấy, thì nó sẽ báo mã lỗi 12 vì nó được lập trình rồi. ECM là do ông thiết kế, ông lập trình cho nó là gì, là cứ chỗ 16 này không có 12V thì báo mã lỗi 12, được chưa, báo mã lỗi 12 cho nó, cho tao chẳng hạn như vậy. Thì ECM nó do người thiết kế nó lập trình mà. Nếu anh muốn thử ấy, thử là gì, thử xem ECM nó có dập mát hay không, hay là thử cho không cho báo lỗi ấy, thì chúng ta dí cho một cái điện áp 12V tín hiệu vào đây, hoặc là chúng ta cho qua một cái bóng đèn led hay một cái thiết bị gì đấy nhỏ, tải nhỏ thôi, đừng lớn quá, lớn quá nó sẽ chết con chan bên trong, được chưa? Nên chúng ta sẽ thử bằng cách là chúng ta cho tải 12V, 12V nhá, nó chỉ hiểu 12V thôi, được chưa? Đừng có dí cái điện áp khác vào, điện áp khác vào nó không hiểu đâu, cứ 12V vào. Nó rất đơn giản như vậy thôi, không có gì cả. Rồi tất cả những cái hệ thống mà nó như sau những buổi sau mà cái báo lỗi ấy, mà chúng ta thích làm gì nó cũng được, chúng ta dí cho nó một cái điện áp vào đấy là nó sẽ không báo lỗi nữa thôi, còn nó hoạt động như thế nào thì nó lại là một cái phần khác. Đây chúng ta chỉ quan tâm là nó có báo lỗi không báo lỗi thôi, được chưa? Rút rắc kim phun ra thì làm sao qua được, là có 12V được, vì anh rút ra rồi thì nó không thể chạy được về cái chân của ECM. Thì bây giờ anh cắm rắc kim phun vào ấy, thì bắt đầu mới
thì nó chạy qua cuộn dây 12V, nó chạy qua cuộn dây của gì, của kim phun, tức là chạy qua cuộn dây, thì bắt đầu dần yên nó chạy về ECM, thì lúc đó mới có 12V chứ, thì nó lúc đó mới không báo lỗi chứ, đúng không ạ? Rồi mọi người có hỏi gì phần này không? Anh lúc đấy hỏi là có đã giải đáp được chưa? Mọi người nhớ nhá, dí cho điện 10A 12V, 12V nhưng phải qua một cái tải, một cái thiết bị, chứ không phải là chúng ta dí thẳng 12V vào đây. Nếu dí thẳng 12V vào đây cũng được, nhưng mà đừng khởi động máy. Được ạ, nếu khởi động máy là đi ngay đấy. Nối chân số 11. À, bây giờ anh nối kiểu gì? Anh khi anh nối chân số 11 với chân số 16 mà gì? Mà không nổ máy ấy, thì không sao, được chưa? Nhưng mà nổ máy thì có thể là toi cái chân con chan bên trong của chân điều khiển của kỹ phun đấy nhá. Nếu anh nối sang mà anh đề máy lên là chân số 11 với chân 16 ấy, thì anh bật quá điện lên thì không sao, không có hiện tượng báo lỗi, nhưng mà khi anh đề máy ấy, thì là con chan bên trong của ECM anh đi mất rồi đấy. Đấy, thì mọi người hiểu chưa? Đấy, thì đây là em phân tích qua bức tranh thôi, thì cách đọc bức tranh thôi chứ chưa liên quan gì cái việc mà đi sâu vào hệ thống đâu nhá, chưa vào hệ thống và chưa vào cảm biến. Thì sau những buổi sau vào cảm biến thì mọi người sẽ thấy nó rất là dễ, chúng ta chỉ cần nhìn trên sơ đồ thôi. Những cái buổi như này chúng ta bắt đầu nháp nháp một tí và tí 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 mỗi ngày, một tí mỗi ngày một tí về nó về hệ thống, được chưa? Mới cái buổi số 5 thôi, mới buổi số 5 mọi người thấy được không ạ? Mọi người thấy có ổn không ạ? Ổn cho một like ấy. Cũng muộn bao giờ nay chạy. Mọi người hiểu cái buổi hôm nay em chia sẻ không ạ? Mọi người hiểu chia sẻ không ạ? Hôm nay chỉ đọc sơ đồ thôi, đọc hiểu sơ đồ thôi ạ. À vâng, tí nữa anh em nào cần YouTube của em thì chia sẻ cho cái kênh YouTube của em ở trên, thì em sẽ tải cái tất cả các cái kênh của em vào đấy, các cái bài giảng này vào đấy, thì mọi người xem nó dễ hơn, được chưa? Đấy, ra như này thì hôm nay có rất nhiều anh em ủng hộ rồi, thì có một số anh em mà ủng hộ xong mà không ghi tên ấy, thì anh nào ủng hộ thì anh ghi lại nhắn tin cho em rút trong ngày hôm nay thôi. Trong ngày hôm nay thì em chưa 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 tổng hợp được vì em bận quá, vì nhiều anh em nhắn tin nó bị sai cú pháp, em không biết được tìm ở đâu. Vâng, cảm ơn mọi người. Thì chúng ta đừng 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 đừng, đừng máy móc quá, đừng máy móc quá, đừng có chi tiết quá là cứ phải chân này kia. Đây là cách đọc sơ đồ đã, buổi hôm nay mới chỉ đọc sơ đồ thôi, được chưa? Mọi người đừng 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 có cái gì mà nặng lề quá, và chân phải phải chính xác, phải chính xác mà chưa phải gì cả. Đây đọc sơ đồ đã, phải đọc sơ đồ. Vâng, sau những buổi sau nữa thì mọi người sẽ nó hé lộ ra được nhiều hơn, được chưa? Những buổi này thì em chia sẻ thêm. Thì mọi người nhớ nhé, những anh em nào hôm nay mà đã ủng hộ ấy, thì cố gắng nhắn tin cho em một cái tin nhắn là họ tên để em vào cái danh sách, được chưa? Và còn một số anh em nào chúng ta đang hôm nay rất nhiều anh em ấy, thì em thì không muốn lên đây là ngồi lại bảo là chia sẻ rồi lại phải bán hàng, em thì em không thích như vậy. Thì có rất nhiều anh em thì muốn là gì, khi đọc được sơ đồ này rồi thì muốn có cái sơ đồ để chúng ta làm việc, thì mọi người hãy comment lại một chút để em sẽ chia sẻ vào cái nhóm. Và khi em in sơ đồ cho mọi người ấy, thì em sẽ có một cái group riêng để em chia sẻ cho mọi người. Được chưa? Có một cái group riêng để chia sẻ cho mọi người cách đọc cái sơ đồ làm nó hiệu quả nhất. Vì online này em không thể chia sẻ mà ngày nào em chia sẻ được cho mọi người nó chi tiết được, thì sẽ có cách để chúng ta chia sẻ được mọi người. À, không biết hôm nay vợ sao ăn gì anh ạ? Không biết vợ sao ăn gì luôn. Hôm nào cũng phải đợi, thế là sợ lắm. Vợ suốt ngày cáu nói. Ngày nào phải đến 11 giờ mới ăn đêm, vợ thì kêu béo. Không biết làm nào rồi. Vâng, cảm ơn mọi người. Đấy thì ấy, có phần này hôm nay em muốn chia sẻ, có rất nhiều anh em gọi điện cho em mà muốn đặt cái tranh sơ đồ ấy, thì tranh sơ đồ to, thì mọi người sẽ comment lại ai muốn, thì em sẽ đọc vào một cái nhóm riêng, thì em sẽ đọc cái tranh sơ đồ này rất là hữu ích đấy mọi người ạ. Thay vì mọi người phải mua quyển tài liệu thì mọi người có một cái tranh sơ đồ rất là hay, thấy chưa? Ngày nào mình cũng nhìn thấy nó, ngày nào mình cũng nhìn thấy nó, tự nhiên mình thuộc, tự nhiên mình hiểu đấy. Thì đây là mọi người không, mọi người cứ comment đấy đi, mọi người comment là in sơ đồ gì, thì em sẽ lập một cái group, cái nhóm ấy, thì em sẽ lên danh sách, và có một anh nào đấy làm cái danh sách cho, lên danh sách cho em, chứ em không có được vì em phải in hộ mọi người thôi chứ không có gì cả. Thì mọi người sẽ tự gom cái số lượng danh sách, thì em sẽ in in tranh và em sẽ làm một cái nhóm riêng. Cái nhóm riêng này để mục đích là chia sẻ cho mọi người đọc thấu hiểu được cái sơ đồ, và sau này mọi người sẽ chỉ cần cái sơ đồ là mọi người làm được hết, được chưa? Đấy, được chưa? Sơ đồ ấy, em chỉ quan trọng mọi người chỉ làm được một vài cái sơ đồ là mọi người làm được rất nhiều dòng xe, rất là hay đấy nhá. Và hôm nay là buổi 28, buổi thứ năm rồi. Anh em ủng hộ đấy nhá, ủng hộ 5MK để chung tay bảo vệ đất nước. À, ủng hộ 5MK sắp nữa để hết Covid mất rồi, hết Covid thì mang đi tiền đi ủng hộ ngại lắm, được chưa? Em thì em vẫn chưa làm được cái danh sách, in được cái danh sách lên để cho mọi người. Bận quá, ngày nhiều việc quá, mà 8 giờ thì bắt đầu nên là cũng không thể nào mà
mà chuẩn bị được chi đầy đủ. Thì có vấn đề gì sai sót thì mọi người bỏ qua nhé, còn nếu mà cái gì chưa đúng chưa được thì mọi người cứ comment. À lúc nãy có một cái anh nào nhỉ, anh cứ thắc mắc cái gì chả biết được, anh cứ ngồi anh nói gì em chả hiểu anh nói gì cả. Rất là khó hiểu, rất là khó hiểu. Rất có nhiều hình như vẫn có nhiều anh vẫn có hình cái mặt cáu lên đây, chắc là không hiểu thì sao, ghét em cái gì không biết. Vâng, thì có rất nhiều anh em chúng ta mới vào tham tham gia những buổi này thì anh không biết là lịch trình của khóa học chúng ta như nào và tại sao khóa học này ra đời, thì em lại giải thích một lần nữa là gì, chúng ta sẽ cái khóa học này là ra đời là do gì, em muốn ủng hộ thứ nhất là chia sẻ với mọi người, anh em chúng ta đã bị gì dịch bệnh ảnh hưởng rất là nhiều thì trên các rất nhiều toàn quốc toàn thế giới rồi, ảnh hưởng rất nhiều ngành nghề, thì trong đó có Việt Nam mình cũng vậy, ngành nghề xe máy chúng ta cũng vậy, thì trong đó em nhìn thấy có một cái cơ hội là chúng ta có nhiều thời gian để chúng ta học hỏi, thì em muốn chia sẻ cho mọi người cái kiến thức cái em biết hiểu biết thôi, chia sẻ cho mọi người. Và thứ hai nữa là chung tay ủng hộ đến đất nước, ủng hộ đến cái quỹ phòng chống dịch Covid, thì nên là em muốn ủng tại sao có lớp học này, thì em thực tế là em không thích dạy online một chút nào cả, mà dạy mà online mà giờ chia sẻ một cực kỳ nhiều người như này ấy, thì nó rất nhiều ý kiến chứ không phải là một ý kiến, chưa chắc là chưa chắc ai đã dám làm cái kiểu như này đâu, mà em là em cố dám là em gọi là dám dám liều để làm ấy, vì 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 rất là nhiều ý kiến khác nhau, chẳng may nó xảy ra cái gì là rất khó. Vâng đúng rồi, cái những buổi đầu tiên chữ ba chữ tôi biết rồi đúng không ạ. Vâng, anh ấy cứ thích thực tế với cả các cái kiểu ấy, thực ra là anh nó hơi bảo thủ, hoặc là anh đang làm một cái việc gì đó anh thấy nó rất ok rồi không sao cả, nhưng mà chúng ta nên cập nhật một cái mới, cái này cái mới em nói là cái mới chứ không nói gì cái việc mà anh làm hay là không làm cả. Vâng, cái này anh em làm in sơ đồ thì ghi cho em là in sơ đồ hay như nào, thì em sẽ buổi tối này không biết là comment được kịp không, vì em cũng rất là bận, thì ngày em cũng rất là bận, tranh thủ rất nhiều buổi tối này, vợ kêu rất nhiều rồi, kêu rất nhiều. Cái sơ đồ mà để in to ấy, in tranh to ấy mọi người nhá, in tranh to thì mọi người phải lên danh sách cho một người nào đấy, lên danh sách của em sẽ tạo ra một cái nhóm sẽ vào đấy, ai in cần in sơ đồ to thì sẽ em sẽ in sơ đồ to, còn cái những cái sơ đồ nhỏ này thì em gửi cho mọi người. À không quan trọng đâu, không quan trọng đâu, em thì không ngại cái việc gì, em không bán, em thì không bán tài liệu và em không muốn chia sẻ mọi người cái việc mà đọc tài liệu quá nhiều, mà chúng ta chỉ đọc cái sơ đồ thôi, cái việc mà chúng ta đọc sơ đồ ấy. Vâng, có một anh nào đấy nên lập danh sách để em sẽ lập ra một cái nhóm, em sẽ ghi mà trên bài viết ấy, anh em nào cần ấy, thì vào trong đó và chúng ta sẽ là lập cái danh sách là ai mua tranh gì thì em sẽ in cho mọi người. Và thứ hai nữa là em sẽ hướng dẫn được mọi người cách đọc sơ đồ nó thật chi tiết hơn, vì trên này nó thực ra là nó rất là khó để chia sẻ cho mọi người. Không sao cả mọi người, thì thực ra là em muốn chia sẻ cho mọi người thôi, cái này thì anh em nào mà muốn đặt tranh ấy thì thực ra là em sẽ chia sẻ kỹ hơn cho mọi người, vì vì cái mọi người sẽ đọc được cái tài liệu và sau này mọi người sẽ không phải mua cuốn tài liệu cả, mà mọi người sẽ có phương pháp tìm tài liệu rất là nhiều, được chưa? Được chưa? Rất là nhiều luôn, rất là nhiều. In sơ đồ thì mọi người cái in, ai cần in sơ đồ thì mọi người ghi vào cho em nhá, cái in sơ đồ. Còn cái ai cần cái sơ đồ mà ví dụ như mọi lần mọi ngày em chia sẻ thì mọi người cần thì em sẽ gửi cho cái file gốc. Cái file gốc đấy thì mọi người không thể in được to đâu, được chưa? Cái file đấy file bị giới hạn, với giới hạn kích thước thì mọi người sẽ in được. In nó sẽ nét hơn nhiều so với dạng ảnh nhưng mà nó sẽ không thể nào in to được. Vâng, in sơ đồ to nó mới giá trị. Tại sao trong những buổi này em chia sẻ cho mọi người cách đọc cái giá sơ đồ này, chỉ mọi người chỉ cần hai ba bức tranh sơ đồ là mọi người có thể làm được. Vâng, ok, anh Phan Hào sẽ là lấy danh sách giúp em nhé, em sẽ lập một cái nhóm và em sẽ ghi vào bài viết của em ngày mai, thì mọi người sẽ ai cần đấy in tranh sơ đồ to thì mọi người vào đấy, thì em sẽ chia sẻ cho mọi người cách đọc sơ đồ, được chưa? Cách đọc sơ đồ, cách đọc sơ đồ. Và anh em nào cần kênh YouTube ấy, thì em sẽ chia sẻ cái đường link kênh YouTube của em, thì mọi người có thể xem lại nó dễ hơn là xem kênh trên cái Facebook này. Facebook này sẽ nó bị sẽ bị ảnh hưởng là vì sau khi bài viết của em có nhiều thì nó sẽ bị trôi đi, chúng ta tìm rất là khó. Còn lên YouTube chúng ta sẽ tìm rất là dễ, chúng ta chỉ gõ cái này nó ra và rất là nhiều sơ đồ thôi, rất nhiều bài viết ở trên này em chia sẻ rất là nhiều cái phương pháp làm, phương pháp đo kiểm rất là lâu rồi, bây giờ mới làm thôi, được chưa? Thì những buổi hôm nay là bắt đầu chúng ta đi vào sơ đồ, thì ngày mai chúng ta bắt đầu đi vào hệ thống và đi vào cảm biến. Thì những buổi sau thì nó sẽ dễ dễ dàng hơn, khi anh thấy cảm giác là đọc được sơ đồ rồi thì những buổi sau mà phân tích và cảm biến thì mọi người thấy nó cực kỳ đơn giản, và sau này mọi người sẽ thấy là những cái cảm biến này chả có gì cả, chúng ta phân tích cực kỳ dễ, được chưa? Cực kỳ dễ, nói là cực kỳ dễ phân tích. Nếu như mà quan trọng là trên online thì em không biết là nó có đạt được hiệu quả như em mong muốn không, nhưng mà nếu trực tiếp ấy, thì là rất là đơn giản, em khẳng định mọi người như vậy.
Vâng. Và ok anh. Thì mọi người cố gắng là muốn ai ai muốn in sơ đồ ấy, thì mọi người comment đấy thì em sẽ lập ra một nhóm, có một cái anh lúc nãy anh bảo gì em quên mất rồi. Thì anh sẽ làm nhóm trưởng, anh sẽ tổng hợp cho em cái danh sách. Thứ nhất là cái loại sơ đồ cần in và thứ hai là số lượng để xem lại in. Được chưa? Thì em sau này mọi người có sơ đồ rồi ấy, thì em sẽ chia sẻ cho mọi người cách đọc nó kỹ hơn. Được chưa? Trên buổi livestream như này thì em không thể chia sẻ được hết vì nó giới hạn thời gian. Vì nhiều việc, em cũng nhiều việc lắm không chia sẻ được. Và thứ hai nữa lúc đó nó không được trực quan thì em sẽ lập ra một cái group, ta sẽ làm việc trong nhóm, ví dụ như là nhóm nó sẽ trao đổi sẽ được trao đổi trực tiếp. Được chưa? Trao đổi trực tiếp. Vâng. Vâng đúng rồi mọi người. Cái này thì muốn chia sẻ mọi người thôi, em sẽ tạo nhóm. Em sẽ tạo nhóm nha, em sẽ tạo nhóm. Thì nhóm để cho à đúng rồi, cũng phải lên nhóm nhỉ, vì dậy mấy ngày hôm nay thì cũng phải nhóm với nhau cái cho anh biết đâu anh em lại gặp nhau nó vui nhỉ, chia sẻ. Em thì em ít lười lên online lắm, em ít lười online lắm, em làm việc trực tiếp nhiều hơn, online ít lắm. Được chưa? Vâng và ok, anh em nào cần cái gì thì mọi người cứ comment ở đấy, xong tí nữa một lúc nữa thì khi kết thúc livestream thì em sẽ chia sẻ cho mọi người, em sẽ trả lời bình luận, có thể là ngày mai em trả lời được vì tối rồi em không trả lời được ngay. Được chưa? Rồi, anh em nào cần thì cứ in và cần ghi in sơ đồ thì cứ comment là in sơ đồ vào đấy thì em sẽ lập cái nhóm. Và ngày mai thì mọi người cứ theo theo dõi cái kênh Facebook của em nhé, thì mọi người sẽ vào đấy mọi người kích vào đường link. Và nhớ này, mà em sẽ chia sẻ là khi em in sơ đồ cho mọi người ấy, thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách đọc sơ đồ cực kỳ kỹ về tại sao ấy, thì sau này mọi người sẽ không phải phân tích quá nhiều về không cần phải phụ thuộc quá nhiều về sơ đồ tài liệu, mà chúng ta chỉ cần nhìn sơ đồ chúng ta sẽ đọc được. Được chưa? Rất nhiều tài liệu rồi em chỉ phân tích sơ đồ, đọc sơ đồ nguyên lý thôi, còn sơ đồ lắp ráp nữa cơ. Vâng mọi người cảm ơn mọi người, em cảm thấy thôi em nghỉ cơm hơn vợ đợi, hôm nào cũng vợ đợi, ngày nào cũng vợ cũng phải đợi, suốt ngày bị mắng rồi. Suốt ngày bị mắng, ngày nào cũng phải ăn ăn muộn xong này suốt ngày bị mắng. Rất là khó. Mọi người nhớ đó, anh em nào YouTube thì tí nữa em kêu chia sẻ YouTube, biết đâu em lại kiếm tiền được YouTube anh mọi người nhá. Mọi người đăng ký kênh cho em chia sẻ cho. Biết đâu kiếm được tiền YouTube được mọi người ạ. Đấy, trên trên mạng giờ rất thấy rất nhiều người kiếm tiền YouTube, biết đâu mỗi tháng mình kiếm được vài trăm triệu nha, đỡ phải đau đầu về tiền. Tối nào lên đây livestream cùng anh em nó vui. Được không? Rất là vui thôi, chia sẻ với mọi người thôi, vui thôi. Được chưa? Mọi người nhảy nhá, em chia sẻ đây nó rất là cơ bản, rất là cơ bản thôi, không có cái gì mà ganh thua hơn thua ai cả nhá, mọi người đấy nhá. Không 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 hơn thua với ai nên đừng comment cái gì nó nặng nề quá. Rồi như lúc nãy anh thì anh so sánh nọ kia ấy, thì em thực ra là em cũng không để ý đâu, nhưng mà thôi nó cũng buồn vì mình lên đây mình chia sẻ thôi mà cũng bị người ta soi. Không đúng thì mọi người nhắc nhẹ thôi, làm sao mà nó nặng nề đúng không, nhắc nhẹ thôi, nhắc nhẹ cho tình cảm thôi. Được chưa? Chia sẻ mọi người thôi mà vui mà đấy ạ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người nhá, vui rồi chia sẻ mọi người, thấy mọi người thấy hôm nay những buổi ngày hôm nay em thấy mọi rất nhiều người anh em gọi điện cảm ơn chứ rồi thì ấy cũng rất là quý, cảm ơn mọi người đấy ạ, chúc sức khỏe rồi thì cảm ơn. Rồi cảm ơn mọi người nhá. Mọi người ai cần cái gì mọi người cứ comment ở dưới nhé, sau em sẽ chia sẻ thêm. Được chưa? Chia sẻ thêm. Ví dụ như là anh nào cần in sơ đồ hay anh nào cần kênh YouTube hay là cần cái gì thì em comment đấy, em sẽ ở trong buổi tối nay hoặc ngày mai em sẽ chia sẻ đến mọi người. Được chưa? Chia sẻ mọi người. Không sao anh ạ. Biết đâu người ta nói đúng thì sao, mình cũng phải xem lại mình chứ, không phải mình đúng đâu, không sao cả. Người ta nhắc mình một cái biết đâu mình để mình hoàn thiện hơn, không sao, mình suy nghĩ nó tích cực lên một chút có gì đâu. Thì qua đang 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 giảng thì tự nhiên nó làm mình tụt hứng ấy thôi, chứ còn cái việc mà người ta nhận xét biết đâu là mình thấy là mình chưa đúng thì sao, người ta nhận xét cái đấy là mình đang bị thiếu, mình biết đâu người ta chia sẻ ra nói mình là mình đang thiếu cái phần đấy, mình đấy mình chưa đúng thì mình sửa thôi, không sao cả. Cái đấy thì em lúc nào em cũng nhận cái gì đúng hay đúng sai thì mình phải sửa thôi, có phải mình cái gì đúng hay đâu, đúng không ạ? Anh cứ comment lịch sự thì em sẽ trả lời bình thường, còn là lúc nãy anh em thấy anh ấy comment cái gì nó thì em thì thực ra thôi không sao cả, thôi bỏ qua đi mọi người, bỏ qua nhá, vui thôi. Bỏ chúc mọi người buổi tối ngủ ngon nhá, em bây giờ ăn cơm này. Rồi tí nữa em sẽ gửi cái link link YouTube cho mọi người. Rất là vui thôi mọi người, mỗi buổi tối lên là chúng ta thấy vui rồi, gặp nhau là vui rồi. Rồi mọi người cần cái gì mọi người cứ comment ở dưới nhá, có bình luận ở dưới em sẽ chia sẻ cái phần đấy, em sẽ trả lời. Được chưa? Thì hẹn ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu 20 giờ tối ngày mai. Em thấy buổi tối ngắn quá, chỉ có 2 tiếng đồng hồ mà không đủ để mình nói. Thấy chưa? Đây là online ấy, nó trực tiếp nó còn nhiều cái nó hay hơn vì chúng ta sẽ được giải đáp được được được
được được hỏi đáp, ví dụ như được chia sẻ, được 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 được, được ví dụ có như mọi người khúc mắc đoạn nào thì em giải thích, nhiều lúc nó hay hơn vì nó sâu hơn, kiến thức nó rộng hơn đấy ạ. Rồi ok, chào mọi người nhá, em sẽ cắt livestream ở đây đây bây giờ, chào mãi rồi cũng chưa dám nghỉ. Vâng, mạch điện radio à, vâng cái này để vẽ rồi rất là khó. Rồi ok mọi người, em tắt livestream ở đây nhá, chúc mọi người buổi tối ngủ ngon, em chuẩn bị ăn cơm đây, sắp sửa mà lên mỗi ngày mà thấy nó béo lên là tại mọi người đấy nhá, tại mọi người mà ngày nào cũng tối đến ăn uống muộn nó béo quá là tại mọi người. Rồi chào mọi người, chúc mọi người buổi tối ngủ ngon. Sắp hết phần sơ đồ rồi, chúng ta chuẩn bị vào hệ thống rồi, ngày mai chắc là vào hệ thống rồi nhá. Tắt ở đâu rồi, rất nhiều anh em nhắn tin này. Rồi ok, nhiều quá nhiều quá. Rồi, em sẽ trả lời sau nhá, em bắt livestream đã. Mọi người cứ comment ở dưới nhá, mọi người comment dưới hoặc là inbox trực tiếp cho em nhá, em tắt livestream ở đây đây.